các bạn cũng gửi thầy làm thầy hay là hai là anh chào mấy đứa. Tối ngày hôm nay là tối thứ tư nhưng mấy đứa đã không ở nhà để luyện võ lâm truyền kỳ với bên quyền gọi hát liên quân tục kích sang Pokemon, và mấy đứa cũng không ở nhà để coi duyên ngôn nghi lượng hay quả trang đại xuất cho đêm nay chúng ta dự với nhà hàng của Asuka thành viên không có lỗi lỗi tại bản thân, mà mấy đứa đã đến đây cũng là cái duyên gặp gỡ. Xin chào trọng tay cho cái duyên gặp gỡ này. Có bao giờ cuộc sống làm cho mấy đứa phải khóc lóc như thế này không? Xin mời mọi người chức chiếu phần hình slide giúp tôi ạ. À, có bao giờ cuộc sống có làm cho mấy đứa giống vậy không? Bạn nào đã từng bị cuộc đời vùi dập cho thế này rồi, xin mời giơ tay lên. À, một cô gái chúng ta lên xuống phỏng vấn mới được. Đời đã làm gì em mà em phải khóc đến mức độ như vậy hả cô gái? Please tell me why. Cuộc đời đã làm gì em? Xin mời cô gái bất thần. Quá đi, lỡ vô tình mình đặt mà mình không có tiền trả, mình phải qua cầu mình khóc như vậy. Chẳng hạn như một trường hợp khác, giống như là ngày mai mà mình thi nhưng mà hôm nay thì mình không có kịp học bài hay là mình quên đi để thi chẳng hạn. Mà ngày hôm sau thì mình cũng rất là tỉnh, đi vào thi và phát hiện là ngoài con số mà điểm đưa ra thì rất là hụt hẫng, không cũng phải ra ngoài ngồi sau mà ngồi như vậy. Thì em cảm ơn anh. Em chỉ ra thôi, em có làm gì ngoài đó không? Dạ, em cũng ngồi ngoài đó uống trà sữa thôi. Thật là hạnh phúc, cảm ơn em. Lần đầu tiên mình nghe có người mua hàng online không có tiền trả. Nỗi đau phổ biến của sinh viên, không biết các bạn gặp cái nỗi đau nào? Ai gặp nỗi đau số 1 là mỗi ngày đi học thấy mệt, rất là căng não, rất là nhức đầu, thì xin mời giơ tay lên. Ai đi học thấy mệt năm 15, 20, 25, 30, 714 bạn, cảm ơn các bạn. Wow. Ai mỗi ngày đi học, tuy nhiên sau khi vào học xong mới phát hiện ra mình đã ngồi nhầm chỗ học sai nghề đâu. Và ai sẽ cho thầy biết rằng nếu có cơ hội lần hai sẽ quyết định chọn lại nghề khác, xin mời giơ tay lên. Wow, năm 15, 20, 25, 107 anh em, cảm ơn các bạn. Ai hay gặp nỗi đau thứ ba là kết quả điểm nhìn vô thấy sốc không như mong muốn, xin mời giơ tay lên. Ôi, 1014 anh em. Ai gặp nỗi đau số 4 là tình yêu trục trặc cãi nhau mệt mỏi đâu, xin mời giơ tay lên. Ôi, mới có 40 mấy bạn thôi hả, chứng tỏ rằng sinh viên trường ta chưa có gấu nhiều mà ép hà rất đông. Thì nói chứng mình minh rằng cái câu chào cái này thực sự của thầy là đúng. Học sinh trường mình vẫn còn hồn nhiên ngây thơ trong sáng không quanh và dễ vỡ. Vậy thầy hỏi câu hỏi khác, ai ở trường ta gặp một nỗi đau là ép hà kiếm gấu hoài không ra, cảm thấy cô đơn, xin chân ta lên. Ồ, đây là nỗi đau, cảm ơn các bạn. Vậy không đau trong tình yêu mà là đau vì không có tình yêu. Ai gặp nỗi đau số 5 là chia tay với gấu, xin mời giơ tay lên. Không, chỉ có 2-3 bạn thôi, các bạn mà chụp hạnh phúc. Ai gặp nỗi đau số 6 là bạn bè mong đợi có phổ thông chơi với nhau rất tốt, từ trên đây chơi với nhau hết hồn, xin mời giơ tay lên. À ha, 184 anh em. Ai gặp nỗi đau số 7 là cảm thấy thiếu tiền, xin giơ tay lên. Rồi 100% anh em, các bạn nỗi đau rất lớn, sinh viên nỗi đau buồn thở. Ai gặp nỗi đau số 8 là đi làm thêm mệt, gặp lục đục trong chuyện làm thêm, trục trặc với sếp, với đồng nghiệp và không có cân bằng được giữa thời gian để việc học với đi làm thêm, xin mời giơ tay lên. À, một khá khá cho các bạn ha. Ai gặp nỗi đau số 8 là đang tìm kiếm việc làm, biết được muốn ra trường làm gì đâu. Ô, tâm dữ bị hả cần không nữa, cảm ơn các bạn. Ai gặp nỗi đau số 10 là không biết ra trường cái làm xin được việc hay không, sợ bị thất nghiệp, xin mời giơ tay lên. Ồ, 3/4. Và ai có nỗi đau số 11 là buồn chuyện gia đình, ba mẹ không hòa thuận hoặc là trục trặc xảy xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, xin mời các bạn. Còn các bạn có hai bạn mà chỉ cần giơ tay và giơ rất cao luôn, giơ nhóm ra nhìn chắc là đau trong gia đình lắm, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cái nỗi đau này các bạn nha. Và chương trình đè mặt lên nha, nó mới tắt. Đè mặt lên dính luôn, biết sợ luôn vậy đó. Rồi, nội dung ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ, với các bạn 3 phần. Phần 1 là xin chia sẻ một số
Bè mạnh chưa? Bè mạnh chưa? Rồi nói lại nha. Nội dung ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn ba phần. Phần thứ nhất là một số cái nguyên lý chung để mình có thể sống vui vẻ mỗi ngày, hay còn gọi là những triết lý sống vui vẻ. Phần thứ hai là mình sẽ tìm hiểu về stress là gì, tự chẩn đoán coi mình đang mắc stress ở level nào, có cần phải đi khám không, và có đến mức có bạn nào đến mức độ là đã từng phải đi ra ngoài cầu hay chưa. Và level cái phần thứ ba là một số kỹ năng để chúng ta giải quyết các vấn đề gây stress thường gặp trong sinh viên. Thì sau đây là phần số 1, một số nguyên lý để mình có thể sống vui vẻ. Đối các bạn, sau đây là một câu chữ. Đấy, các bạn có thấy cái gì xuất hiện trong màn hình chưa? Không thấy. Chưa, nhưng mà chưa thấy đi. Đối các bạn, cuộc sống của gần 8 tỷ người trên thế giới này đều vì cái này. Đó chính là gì? À, xin mời cánh tay đi. Rồi, bạn này giơ tay nhanh nhất và bạn nam bên đây. Tất cả 8 tỷ người trên thế giới này đều sống hai từ này, đó chính là hai từ. Dạ, thầy là hạnh phúc. Hạnh phúc, và thầy hỏi thêm. Tại vì bữa nãy thầy nghĩ chắc lộ đáp án rồi. Rồi thầy đố em, có người đến hạnh không, tôi sống vì tiền, vậy có bao giờ sống vì hạnh phúc không? Không hả? Vậy thì đáp án hạnh phúc là đâu có đúng. Bởi vì nó là một cái sống gần 8 tỷ người, nên tất cả những người trên hành tinh chúng ta mà. Vậy có cái người, những người nào sống vì tiền thì không phải là sống vì hạnh phúc. Hỏi thêm câu nữa đi, nếu như ai đó nói rằng không, tôi sống vì gia đình, vậy có phải họ sống vì hạnh phúc không? Có. Tại sao? Họ sống vì thứ họ thích. À, họ sống vì thứ họ yêu thích, tức chính là gia đình. Vậy họ chăm sóc được gia đình, họ sống bên cạnh gia đình thì họ hạnh phúc. Còn cái người mới nãy mà họ nói họ sống vì tiền, thì họ kiếm được nhiều tiền, họ thấy sao? Tốt. Có người nói rằng tôi sống để tôi thực hiện ước mơ thì họ thực hiện được xong thì họ thấy sao? Hạnh phúc. Có người nói rằng tôi sống để họ thích, họ thả thành công thì họ thấy sao? Hạnh phúc của người ta sống để có quyền lực thì họ có xong họ thấy sao? Hạnh phúc của tất cả chúng ta đều sống vì hai từ là hạnh phúc. Đúng rồi, xin một trọng tay dành cho bạn. Cảm ơn bạn ha. Và không biết bạn tổ chức hôm nay có chuẩn bị phần quà nào không ta? Xin mời bạn tổ chức đem ra các phần quà. Thì ngày hôm nay sẽ có khoảng 30 phần quà cho bạn tổ chức. Song song đó sẽ có một số phần quà đến từ thầy. Thì em chọn phần quà nào thì em là người đầu tiên trả lời. Phần quà thứ nhất là một cái hộp túi màu đỏ, bên trong có gì mở ra mới biết, thì thầy gọi đây là cái túi phúc ha. Phần quà thứ hai là phần quà của bạn tổ chức để chuẩn bị, chắc nhờ bạn tổ chức để lên bục luôn cho nó hấp dẫn. Và đặc biệt một phần quà thứ ba là một cái công cụ để giúp cho các bạn sinh viên tự bảo vệ mình trong xã hội loạn lạc bị nhiễu như ngày nay. Đó chính là một hộp ba con sói. Đến tuổi sinh viên mà có những công cụ để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cho người khác, đặc biệt xã hội bây giờ nguy hiểm lắm. Vậy bạn trai em chọn phần quà nào trong ba phần quà này? Em lấy cái nào? Em lấy cái túi hạnh phúc, em lấy cái hộp hạnh phúc, hay là em lấy phần quà của ban tổ chức? Em lấy cái nào, em nói đi. Em nói là em muốn lấy cái hộp hạnh phúc nhưng ngại cho nên lấy cái túi hạnh phúc hả? À, em lấy cái túi hạnh phúc đúng không? Rồi, cảm ơn em, thầy tặng em cái này ha. Vì em là người trả lời đầu tiên cho nên thầy khuyến mại thêm phần quà nữa nha. Thầy xin tặng cho em. Happy birthday, Merry Christmas, Happy New Year, chúc mừng năm tháng 3, chúc mừng năm tháng 7, chúc mừng tháng 6, chúc mừng ngày tháng minh lịch sử. Cảm ơn em. Rồi, nên tất cả chúng ta đều sống vì hay là hạnh phúc cả. Và các bạn đi học để làm gì? Xét đến tận cùng, nó cũng có phải bị này không? Cũng vì nó thôi, mình lấy chồng, lấy vợ có phải vì nó không? Cũng phải, mình sinh con có phải vì nó không? Cũng nó thôi, mình đi chơi du lịch có phải vì nó không? Cũng nó thôi, tất cả những điều mình làm đều là vì nó hết. Vậy, thì cuộc đời con người cũng giống như một quyển sách vậy đó các bạn. Và mỗi trang là một ngàn. Vậy chúng ta sống làm sao để mỗi trang đều những trang hạnh phúc, thì ngược lại bạn sẽ có nguyên một cuốn sách hạnh phúc, tức chính là cuốn sách của cuộc đời bạn. Và 18 năm qua, 19 năm qua rồi, đã có bao nhiêu ngàn trang được viết, và những trang đó có phải là trang hạnh phúc không? Và các em còn bao nhiêu trang còn lại trong cuộc đời mình thì chúng ta viết vào đó. Vậy nếu như bạn nào có kỹ năng để tự chế tác ra hạnh phúc cho riêng mình và đánh tan stress thì bạn đó sẽ có khả năng viết được một quyển sách có nhiều trang hạnh phúc, có nhiều trang hay.
Và lúc đó em sẽ hoàn thành mục đích của cuộc đời em. Thầy đã biết được nửa cuốn rồi đó. Thầy đoán vậy thôi, năm nay thầy 35 tuổi. Nếu như ông trời cho thầy sống 70 tuổi thì thầy biết được nửa cuốn rồi. Còn nếu cho sống 60 thì chắc là biết được khoảng chừng 3 phần 5 cuốn rồi. Còn đâu biết chừng ngày mai sẽ ra sao. Tuy nhiên 35 những cái trang mà thầy đã từng sống qua, thầy luôn tự hào về nó và thầy cảm thấy nếu nó nhỏ thôi nha, mà nếu như lỡ ngày mai mà thầy không còn sống nữa thì cũng cảm thấy viên mãn rồi. Bởi vậy cho nên thầy cũng hy vọng các bạn cũng sẽ thấy sẽ có cách để chế tác và học thuốc cho riêng mình, để mỗi trang đều là mỗi trang thật chất. Vậy làm sao để tự tạo ra hạnh phúc cho cuộc sống của mình? Thì thầy sẽ chia sẻ với các bạn một cái công thức trong tâm lý học. Thầy học tâm lý học từ năm 18 tuổi, tính đến nay là khoảng gần và cộng thêm cả 3 năm thì đọc sách tâm lý thời phổ thông nữa, cộng lại là gần 20 năm. Trong 20 năm đó thì tóm gọn lại thành một cái công thức như sau. Đây là cái flow trong tâm lý con người, tức là cái quy luật vận hành tâm lý. Và đây đồng thời cũng là công thức để chúng ta điều khiển cảm xúc. Hạnh phúc hay stress là nó nằm ở đâu? Nằm đây nè. Thực ra hạnh phúc là một dạng cảm xúc, stress cũng là một dạng cảm xúc. Stress là cảm xúc căng thẳng đó, thì nó là cảm xúc nó nằm ở đây. Cái gì đẻ ra nó? Mình chỉ có thể điều khiển stress hoặc đánh tan stress hoặc chế tạo ra hạnh phúc khi chúng ta biết điều khiển cảm xúc của mình. Và chúng ta không thể nào điều khiển một cách trực tiếp được, mà chúng ta phải điều khiển cái sinh ra nó. Ví dụ như cái cảm xúc mình đang buồn kêu vui lên đi Thắng ơi, vui lên đi Thắng, thì hạnh phúc đi Thắng mình có hạnh phúc lên không? Không, mình phải điều khiển cái sinh ra cái cảm xúc đó. Vậy cảm xúc nó sinh ra từ đâu? Thì đây là quy luật trong tâm lý con người ha. Đầu tiên, những gì đang diễn ra trong thì thầy gọi chung là cuộc đời. Trong đó có công việc nè, có gia đình nè, có bạn bè nè, có môi trường sống xung quanh nè. Nói chung những thứ xung quanh của mình thì gọi chung là cuộc đời nha. Rồi cuộc đời khi nó xảy ra cái sự kiện gì đó, đầu tiên nó chưa sinh ra cảm xúc liền đâu. Nó sẽ tác động vào trong nhận thức của mình trước, mà thầy tạm gọi là cụm từ suy nghĩ cho các bạn dễ hình dung. Nó sẽ sinh ra những suy nghĩ trong đầu mình, và những suy nghĩ đó lập tức so cái list nhu cầu bên dưới. Và cái list này gọi là mong muốn, cho nó dễ hiểu, thì trong tâm lý học thì gọi là nhu cầu. Và cái đây nó gọi là nhận thức, bên kia nó gọi là thực tại. Nhưng thầy dùng cụm từ này cho nó gần gũi với các bạn. Thì khi cuộc sống xảy ra cái gì đó, nó sẽ tác động và nó sẽ sinh ra những suy nghĩ trong đầu mình. Và suy nghĩ lập tức so cái list mong muốn bên dưới xem cuộc sống, cuộc đời á, nó có thỏa mãn cái mong muốn của mình không? Nếu nó thỏa mãn, nó sẽ sinh ra cảm xúc là hạnh phúc. Còn nếu như nó không thỏa mãn cái list mong muốn của mình thì nó sẽ sinh ra cảm xúc là căng thẳng, buồn, thất vọng và đau khổ nằm trong đây. Vậy cảm xúc nó sinh ra, một là sinh ra từ những sự kiện xảy ra trong cuộc đời, hai nó sinh ra từ suy nghĩ của mình, và ba là nó sinh ra từ hệ thống những cái mong muốn của mình. Ví dụ các em đi chơi vô trong sở thú, các em thấy một con cọp, cọp nằm trong yếu tố nào trên đây? Cuộc đời nha, nó nằm trong đó. Em thấy con cọp em nghĩ gì? Bước thứ hai em suy nghĩ là con cọp nó nguy hiểm, nó có thể ăn thịt mình, nó nhào vô, nó thể là cắn mình, nó rứt mình từng miếng, nó rứt mình từng miếng, rứt mình từng miếng, thấy ghê quá. So với cái list nhu cầu bên dưới, nó vi phạm hay là nó thỏa mãn? Nó vi phạm cả về nhu cầu an toàn, vi phạm cả về mong muốn, về sinh tồn, và v.v. Và nó vi phạm cái list nhu cầu của mình hay còn là cái list mong muốn của mình. Thì như vậy, lập tức nó sinh ra cảm xúc là sợ hãi. Và cảm xúc này là động lực để thúc đẩy hành động xảy ra, là mình sẽ tìm cách để mình chiến đấu và biết con vật đó, hoặc là tìm cách để bỏ chạy. Thì trong cảm xúc nó có nhiều cảm xúc lắm, thì mình mới lấy cái cảm xúc về là cảm xúc sợ hãi. Và hai cái này là hai trong hệ thống tác cảm xúc của người thôi. Hoặc ví dụ như tối ngày hôm nay, một bạn sinh viên trường đại học Trà Vinh, sau khi mà dự buổi chuyên đề xong, bạn ấy đi ra ngoài trước cửa để đứng đợi người tới đó, đợi gia đình tới đó. Thì bạn ấy mới ngó sang bên cạnh, thấy một anh chàng rất sói ca đẹp trai như hậu vị, mặt trời thì có duyên nhiên đi miên đô. Và anh ấy nhìn cũng khá là công tử, giống như thái tử và quan quả, trang nhìn lên như cẩn thận, cố hải trong thờ ngợi. Vậy bạn ấy thấy anh chàng mà nằm trong đâu, nếu có cuộc đời đúng không, anh chàng nằm trong đó. Bạn ấy thấy cậu ấy sẽ mới nghĩ gì trong đầu? Cái anh này xoái cao, cái anh này đẹp trai quá, anh này có vẻ như đang FA, mình cũng FA, tại sao hai đứa không giúp nhau phá FA? So cái list nhu cầu bên dưới, tất thỏa mãn mong muốn. Bạn ấy không có, bạn ấy rất là mong muốn cái gì? Mong muốn có gấu nè, rồi mong muốn được có người được yêu thương nè, rồi mong muốn có người giao tiếp nè, rồi mong muốn duy trì nội giống, thì nó vâng, rất là nhiều mong muốn phía dưới.
Lập tức sinh ra cảm xúc là gì? Yêu thích. Và cảm xúc đó mới là động lực thúc đẩy cô nàng này tiến tới để làm quen với ảnh. Và tiến tới làm quen. Ủa anh học khoa nào vậy anh? Ủa gì hả, em ở khoa kế bên nè. Anh chụp hình giùm em cái, tối nay em lưu niệm, tối nay đi dự hội thảo anh chụp giùm em cái nha. Dạ, anh chụp một cái ba tắt rồi, cảm ơn anh, hình anh chụp đẹp đúng không? Đẹp quá, anh đứng cho em chụp cho anh trai, chụp cho 1, 2, 3 tắt, ô hình anh cũng đẹp nữa, để em gửi hình qua anh nha, Facebook của anh là gì? Vậy, cô đã hành động để biến anh ấy trở thành bạn trai của mình đúng không? Để anh ấy quen với mình. Là do cái gì thúc đẩy, cảm xúc yêu thích thúc đẩy, mà cảm xúc này sinh ra từ đâu? Một là sinh ra từ việc anh ấy đứng đó thì cổ cũng có cảm xúc yêu thích, chứ anh không đứng đó thì cổ đâu có cảm xúc thì sinh ra. Hai là sinh ra từ suy nghĩ, có lẽ anh ấy FA, mình cũng FA, có lẽ hai đứa giúp nhau thoát FA thì sinh ra từ suy nghĩ. Và thứ ba là sinh ra từ cái mong muốn, cô này đang khao khát có gấu cho nên mới sinh ra cảm xúc yêu thích, chứ cô này là không có cảm xúc tới nam giới thì đâu có sinh ra cảm xúc yêu thích. Thì vậy chúng ta thấy cảm xúc là được sinh ra từ ba nguồn. Một là từ cuộc sống, hai là từ suy nghĩ của mình, và ba là từ hệ thống những mong muốn bên trong. Và nếu như cuộc đời mà nó tỏa mạng thì nó mong muốn của mình á, thì mình không ăn, nó không tỏa mạng thì sẽ sinh ra stress, thì nó chất lượng cái công thức. Và bây giờ mình sẽ đi trong một trong một cách để chúng ta điều trị stress. Để mà chúng ta có thành tốt thì chúng ta hãy cài đặt lại suy nghĩ của mình, cài đặt lại mindset trong tư duy của mình. Và có những cái mindset sau đây, hay còn gọi là những cái suy nghĩ sau đây, hay còn gọi là những quan điểm sống sau đây sẽ giúp cho mình sống hạnh phúc hay nhiều mỗi ngày hơn. Mindset thứ nhất, thì chính là hãy sống với tinh thần cuộc đời này là bất toại quyền. Bản chất cuộc đời này là bất toại quyền. Bất toại nguyện là không như mong muốn. Tại sao? Please tell me why. Vì cuộc đời là nằm ở bên ngoài, mong muốn là nằm ở bên trong. Và cuộc đời nó sẽ vận hành theo quy luật của nó, hay nó vận hành theo cái mong muốn của mình? Nó vận hành theo quy luật của nó. Nên bản chất cuộc đời nó không vận hành theo mong muốn bên trong của chúng ta. Bởi thế cho nên cái rừng cây đó, cái con đường đó, cái ngôi nhà đó, nó vận hành theo quy luật vật lý sinh lý của nó, chứ không vận hành theo mong muốn chúng ta. Đó là cái yếu tố đầu tiên, là bản chất của cuộc đời này là bất toại nguyện. Ví dụ như người yêu của mình, gấu của mình đi, ở đây có bạn chừng mấy chục bạn có gấu, thì gấu sẽ vận hành theo quy luật tâm lý của bạn ấy, hay là người gấu sẽ vận hành theo mong muốn của mình? Theo quy luật tâm lý của bạn, nó sống theo ý bạn chứ, đâu sống theo ý mình được. Nên chuyện mình muốn người yêu sống như ý mình muốn, chuyện đó là chuyện không thể, rất là khó. Mà ai mà muốn người ta sống theo ý mình, người đó rất khổ. Hoặc ví dụ như mình đứa bạn, mình chơi đứa bạn, nhìn đứa kế bên chơi với mình đi, đứa ngồi kế bên nó sẽ sống theo ý của nó hay nó sống theo mong muốn của mình? Nó sống theo ý nó, chứ nó đâu sống theo mong muốn của mình đâu. Nên bản chất nó là bất toại nguyện, tức là nó không có thỏa mãn mong muốn của mình. Thì cái quan điểm này không phải là quan điểm của thầy, mà các bạn biết quan điểm của ai không? À, quan điểm của ông Tất Đạt Đa ha. Thì nếu như bạn gặp cái chú bạn sẽ hiểu rồi. Hoặc ví dụ như các bạn đi ngoài đường, các bạn thấy kẹt xe. Bây giờ cái con đường nó kẹt xe đó, nó vận hành theo quy luật giao thông hay vận hành theo cái mình mong muốn? Nó vận hành theo quy luật giao thông, cho nên nếu như mình muốn nó phải thông thoáng trong ý mình thì mình sẽ khổ, vì nó đâu vận hành theo ý mình đâu. Hoặc cái thời tiết trời mưa thì như bực bội quá, tại sao trời lại mưa nắng lên đi? Của thời tiết vận hành theo quy luật của nó hay vận hành theo cái mong muốn của mình? Nó vận hành theo quy luật của nó. Nên bản chất cuộc đời này là bất toại nguyện. Hoặc bữa thầy hư cái máy tính của thầy, hoặc thậm chí thì tại máy tính của thầy không ráp được với cái máy chiếu ở đây. Thầy có mang theo cái máy tính của thầy nè, đã thì lên để ráp mà nó không có lên hình, nên bây giờ nó vẫn còn nằm ở đây. Thầy xài tạm cái máy của ban tổ chức, nhưng thầy vẫn không bận. Vì sao? Vì cái máy tính nó vận hành theo quy luật của nó hay vận hành theo cái mong muốn của thầy, quy luật của nó. Thế cho nên là nó xảy ra học như mình muốn thì đó là chuyện rất là bình thường, là quy luật của cuộc đời này rồi. À, hoặc ví dụ như sức khỏe của mình cũng thế, nó vận hành theo quy luật sinh lý rồi. Hoặc là cái nhà mình xây, chẳng hạn như em dùng hành động em xây được cái nhà, nó rất là theo ý của em, nó hợp ý, nó hợp với mong muốn của em. Tuy nhiên cái nhà nó lại vận hành theo quy luật vật lý của nó. Chẳng hạn như năm ngoái thì nó xây cái nhà, và cái nhà nó cũng rất là như mong muốn của thầy, như bản vẽ của thầy rất là ưng ý,
nhưng qua năm sau tự nhiên thầy thấy nó bị thấm dột, nó bị thấm ướt và nó có một cái mảng rêu bên phía trước đó. Và như vậy thầy cũng thấy bình thường thôi, tại sao? Vì cái nhà nó vận hành theo quy luật vật lý của nó, hóa học của nó, chứ đâu vận hành theo thầy muốn được. Thì đó là một cái quy luật mà nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ cảm thấy rất an nhiên khi đời nó trái ý chúng ta, vì bản chất cuộc đời này là bất toàn nguyện. Nhưng không chỉ bất toàn nguyện, bản chất cuộc đời này còn là vô thường nữa. Thường là thường hằng bất biến, nghĩa là nó ổn định. Nó vô thường nghĩa là nó không ổn định. Ví dụ như mình xây cái nhà đó, bây giờ theo cái hậu trường này đi, rất là hợp ý của mình đi, hợp ý với người xây đi. Nhưng bây giờ qua 5 sau, 2 năm sau, 3 năm sau, nó còn đứng yên vậy không? Nó sẽ vận hành và lúc đó thì nó sẽ có thể nứt, nó sẽ thể hư bóng tiền này, nó sẽ hư bóng tiền kia, nó hấp dồn chỗ nọ, tức là nó vô thường. Người yêu mình khiến cho người yêu yêu mình, nhưng đó là thời điểm hiện tại thôi. Tại cái công thức này nè, mình luôn dùng hành động để kiểm soát cuộc đời, thì như vậy mình dùng những cái kỹ năng của mình để mình biến người yêu, biến gấu của mình luôn sống theo ý mình muốn. Vậy hiện tại là anh ấy sống theo ý mình muốn rồi, nhưng anh có sống theo ý mình muốn hoài không? Anh ấy phải vận động, tức anh ấy phải vận hành theo quy luật của anh, anh vận động liên tục. Hôm nay anh yêu mình nhưng chưa chắc ngày mai anh sẽ còn yêu. Cái đó nghĩa là vô thường. Vậy cuộc đời nó không chỉ là bất tự nguyện mà nó còn vô thường nữa. Nên thứ gì nó khớp với mong muốn của em nó lại vận động tiếp, và khi vận động tiếp thì nó không còn khớp với mong muốn của em nữa. À, vậy đó chính là cái mindset đầu tiên, là cuộc đời nó bất tự nguyện chúng ta và nó lại còn vô thường, nó vận động liên tục nữa. Nên việc nó trái ý mình là chuyện rất là bình thường thôi. Một bạn sinh viên, hãy tưởng tượng nha, đây là bạn sinh viên. Đây là cái mục tiêu của bạn ấy, cắm cái cờ phía trước. Mục tiêu là muốn trở thành sinh viên giỏi, xuất sắc, rồi ra trường có việc làm tốt, rồi có thu nhập, rồi thế là có một vợ, rồi có hai con, rồi nhà ba bằng xe bốn bánh. Thế là bạn ấy mới suy nghĩ là bây giờ mình lập cái hoạch đi, mình sẽ sử dụng cái bằng tốt nghiệp của mình, là cái xe đạp đó đó, là cái bằng tốt nghiệp để mình thực hiện được cái mục tiêu của mình. Đường nó hơi dốc một chút, cái kế hoạch nó hơi dốc một chút, hơi khó một chút, mình sẽ cố gắng đúng lên, mình ráng đạp, yeah, mình đã đi đến cái cờ của mình rồi, mình đã đạt được mục tiêu của mình, đã có việc làm, mình đã có một vợ hai con, nhà ba tầng xe bốn bánh, yeah, đó là kế hoạch. Còn sau đây là thực tế. Thực tế trước khi đi đến được cái cờ, đó là cái mục tiêu của bạn, bạn phải trải qua 100.000 trung chiên. Và điều này có nghĩa là gì? Thực tế thường học như ta hình dung. Vì đầu chúng ta không thể nào hình dung hết được thực tế, nên nó sẽ hay khó khăn hơn. Vậy em dự định trở thành một sinh viên giỏi, em nghĩ em sẽ học vài trăm để thành sinh viên giỏi, nhưng thực tế ngồi vô bắt đầu buồn ngủ. Buồn ngủ xong mở sách là đọc không hiểu gì. Rồi đọc xong rồi cái tội thiếu sách. Ví dụ như là có 3 cuốn mình chỉ có 1 cuốn thôi, thiếu xong rồi đi mua lại không có tiền. Không tiền thì bây giờ đi vay đi mượn thì người ta lại chửi, nó mày mượn tao quá nhiều rồi không cho mượn nữa. Đi về nhau giữa đường bị xe quẹt, nó lại thế, nó gặp rất là nhiều trung chiến. Và sau khi thi xong lấy ra rồi thì ra trên thang điểm 10 chỉ có 5 điểm. Thế vậy em thấy rõ ràng cuộc đời không như mình hình dung, đó là bản chất của cuộc đời này ha. Hoặc là một bạn sinh viên khi mà ra trường chuẩn bị là đi đến căn nhà ba tầng là xe bốn bánh của một vợ hai con kia. Tuy nhiên khi mới vừa ra trường, cái xe đạp tức là cái bằng chỉ giúp em đi đến đây, tức là đi vừa tới cái cửa của doanh nghiệp thôi. Nếu em không có khi đang trả lời phỏng vấn xin việc thì em không qua được cái vực này, thiếu một kỹ năng không qua được. Thế là một số bạn rụt ngay tại đây. Bạn nào qua được thì bắt đầu là bố trí công việc, nhưng không qua được giai đoạn thử việc, một số bạn rụt trong đây. Rồi sau đó bắt đầu là bị ma cũ anh hiếp ma mới, bộ một số bạn uất ức quá rụt thì tại đây. Rồi sau đó xếp giao cho dự án lớn là con cọp đây làm học được cái rụt tại đây. Rồi một số bạn sau đó vượt qua được rồi bắt đầu là hội nhập quốc tế hóa, là bắt đầu là toàn cầu hóa, gia nhập điểm lớn mấy con cá mập, tức là ví dụ như mấy bạn nhân viên nước ngoài là tới đây làm việc nè, rồi thậm chí là dây chuyền công nghệ được nhập về nè, hoặc bạn nào làm kế toán cái phần mềm nó về nó làm thay mình, bạn làm phiên dịch cái máy phiên dịch nó về nó làm thay mình đó. Thì như vậy bạn phải chiến đấu với những cái công nghệ mới hiện đại, là đấu với con cá mập, mà một số bạn không qua được rụt tại đây. Rồi bạn nào mà ngon qua được bắt đầu là gặp sự cố scandal cho công ty giải thể rồi tại đây. Rồi một số bạn mới vượt qua cái chuyện thành trì, rồi vượt qua bão táp, rồi thậm chí bị những con rắn độc cái đồng nghiệp hại, không biết cách để bảo vệ mình rồi tại đây. Rồi một số bạn đi đến, trước khi đi đến mục tiêu phải vượt qua một bà bố mẹ, rồi vượt qua là gia đình của bên người yêu, chẳng hạn gia đình người yêu cấm không cho mình cưới, để cho bởi vì là không hợp mắt với họ, mình có cái hình xăm trên người là vậy đó, họ nghĩ mình là sói. Sói ca, nhưng mà là sói ca không vượt qua được bằng gấu đó. Nhưng một số bạn không vượt qua được thì sẽ rụng tại đây.
còn ai vượt qua được thì đi đến mục tiêu của mình. Nhưng đằng sau là cái thứ lửa, này là gì? Là rủi ro trong việc làm, là 4.0, cái sự cướp việc của các em, rồi em sẽ bị mất việc, rồi bên cạnh đó có thằng cha hàng xóm sẽ cướp người yêu của em, là lợi thế là những rủi ro. Đời như vậy đó, đời luôn luôn khó khăn hơn ta hình dung. Nên khi em làm việc gì em gặp khó khăn thì em hãy biết rằng đó chính là quy luật của cuộc đời. Nếu em có cái mindset đó thì em sẽ cảm thấy rất là an nhiên gặp khó khăn ha. Rồi điều số 2, sự căng thẳng tức là stress có thể là người bạn đời của em chứ không nhất thiết chúng ta phải xem nó là kẻ thù. Vì stress bản chất của nó nếu như vừa phải là tốt, stress là tốt. Tại vì khi em stress là cơ thể sẽ tiết ra adrenaline, nó sẽ huy động năng lượng trong tất cả các cơ quan của chúng ta để mà chúng ta dồn sức cho hoạt động đó. Ví dụ như em chuẩn bị ngày mai thi, hôm nay em thấy căng đúng không? Khi em căng thì sao? Bắt đầu tim đập mạnh là bắt đầu là năng lượng được sinh ra, là bắt đầu tập trung vào cái việc đó để mà em có thể hoàn thành cái việc của em. Thì như vậy adrenaline nó sẽ giúp cho em huy động năng lượng trong cơ thể, và vì huy động năng lượng cho nên nó cũng hơi gây tổn hại cho các cơ quan nội tạng nếu nó huy động nhiều quá. Ha. Thì vậy adrenaline là bình thường là tốt để nó giúp em tập trung. Bởi vì nếu như em không căng thẳng, em không stress là em không tập trung, mà không tập trung em không có làm được cái gì hết. Ví dụ như em đi học anh thấy mệt, em đi học anh thấy nhức đầu, đi học thấy bài vở quá nhiều, bài tập nhóm thì cô giao môn nào cũng có, dự án thì cô giao khó quá, thầy cô cũng hơi khó ưa nữa. Ví dụ như vậy mình thấy căng thẳng stress quá, nhưng thực tế thầy cô khó, dự án khó, bài vở nhiều là nó tốt. Vì sao? Vì nó giúp cho em trở nên kim cương chứ không phải là thằng đá. Nếu em bạn thật trả lời được sẽ được nhận một trong các phần quà còn ở trên đây. Mời mọi người chúc mang mấy phần quà lên để tiếp tục những công ty dĩ trao nha. Đố bạn, kim cương thanh đá giống nhau chỗ nào sẽ về một cái tay ha. Mời bạn gái mặc có đi. Rồi, sorry các bạn qua đây, lát nữa lên lầu thì mình nói nha. Mời ta được chắc cao cho mặt micro. Kim cương thanh đá giống nhau chỗ nào? Xin mời cô gái tóc đen mặc có đi. Để mất kim đi. Và tâm hồn hiện trang. Dạ thầy, kim cương và hai bé giống vậy là nguồn gốc là carbon. Đúng rồi, nó cùng có tạo từ carbon và sau đây là câu hỏi chính thức. Tại sao một bên là cục carbon rất sáng chói, rất đắt tiền, là một trong những vật tự nhiên cứng hàng đầu hành tinh? Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương, và đầu những cái mũi khoan dầu mỏ người ta cũng tính kim cương đến là làm bể mỏ đất đá dưới. Và một bên cục là carbon, khối lượng cũng bao nhiêu đấy, nhưng tại sao nó rẻ bèo rẻ đều xấu quốc đập bể? Một ký thanh đá có 2.500, còn ký kim cương bao nhiêu tiền? Vậy tại sao cùng là các cô nhưng chúng lại quá khác nhau về giá trị hả em? Dạ thưa thầy, bởi vì than đá là do sức ép của trong lòng đất. Do sức ép trong lòng đất qua trải qua mấy triệu năm thì nó sẽ thành kim cương. À như vậy nếu như sức ép mà ít, áp lực ít, thời gian ngắn thì sẽ tạo ra than đá. Còn cái áp suất cực lớn, nhiệt độ cực cao thì nó sẽ ra kim cương. Và kim cương nó sẽ lâu bền hơn, nó thời gian cái sự thời gian hình thành nó lâu hơn và áp suất nó lớn hơn. Và đáp án đó chính là một đáp án chính xác. Cảm ơn cô gái đã bước kiến vừa rồi. Tôi thấy đã bước kiến thì học giỏi lắm. Em sẽ lấy phần quà nào? Dạ em lấy cái màu đỏ. À lấy màu đỏ cô. Rồi ok tặng cho em nha. Chúc em hạnh phúc, happy birthday, happy Christmas, happy new year. Chúc mừng tháng 3, năm mừng tháng 4, chắc lời. Rồi chúc mừng 1 tháng 6, chúc mừng 20 tháng 10, chúc mừng 20 tháng 11, chúc mừng Valentine, chúc mừng ngày Giáng sinh, chúc mừng tất tay, chúc mừng tất ta. Cái gì dễ và bỏ cái tặng quà. Rồi. Vậy áp suất lớn mới tạo ra kim cương, còn áp suất nhỏ sẽ tạo ra thanh đá thôi. Đi học cũng thế, thầy cô tạo áp suất, thầy cô khó, bài vở nhiều, dự án khó mới tạo ra não chúng ta là một bộ não kim cương. Nếu không não chúng ta chỉ ra thanh đá. Ví dụ, các bạn biết cái này là cái gì không? Bạn nào biết xung quanh cánh tay? À, một bạn ở phía xa, ở phía góc xa xa kia với người dưới tay phải không? Dạ, xin mời bạn đi ngồi rất cao, ở bên sông xa bên đây. Em, cái này là cái gì mà em? Ừ, đúng rồi. Dạ, đây là hình ảnh của các tế bào neuron thần kinh. À, đây chính là neuron thần kinh. Cảm ơn em, chính xác ha. Và tôi chúc phần cao hòa nhìn bạn, cho bạn nhìn tôi. Rồi, đây là các neuron thần kinh. Khi chúng ta mới sinh ra, neuron nó nằm rời rạc với nhau. Và bộ não của ai mà neuron nó link với nhau càng dày đặc thì bộ não của người đó sẽ càng thông minh. Chúng ta thông minh quyết định không nằm ở số lượng neuron nhiều hay ít, mà nằm ở cái sự liên kết giữa các neuron nó dày đặc hay thưa thớt. Và mình đi học là mình đang giúp cho các neuron nó link lại để nó dày đặc hơn, nó chất hơn.
Albert Einstein là một trong những nhà khoa học tiên niên kỷ chúng ta. Thì ông ấy là một tài năng. Thì khi ông ấy mất đi thì bộ não của ông ấy được tấn cấp và sau đó thì được nghiên cứu, rồi cuối cùng thì được công bố ra. Thì khi công bố ra thì một trong các chỉ số mà trên bộ não của ông Albert Einstein khác so với chỉ số người khác là gì? Số lượng neuron cũng bằng với người khác. Tuy nhiên, cái tế bào thần kinh đệm và cái mật độ liên kết các neuron tế bào thần kinh đệm là thực ra là tế bào thần kinh đệm nối các neuron này lại á. Và cái đường liên kết với các neuron này nè, nó dày đặc hơn người bình thường, nên bộ não máy tư duy thông minh hơn, nhanh hơn và tìm kiếm thông tin được rộng hơn. Cho nên khi chúng ta đi học, chúng ta thấy đầu chúng ta căng căng. Thực tế là gì? Là chúng ta đang liên kết neuron này lại với nhau. Và ví dụ như để đựng một đơn vị thông tin đó, là em cần phải tốn phần trình bày trăm neuron để em đựng đơn vị thông tin. Ví dụ như diện tích ở Việt Nam là 331212 km² đi, để nhớ được cái số đó thì em sẽ cần đến khoảng 200 neuron đi. Thì lúc đó 200 neuron sẽ liên lại với nhau để tạo một cụm đường liên hệ thần kinh. Và lúc đó nó mới đựng được đơn vị thông tin. Nên khi em đi học, em tư duy, em ghi nhớ là lúc đó em đang liên các cái neuron này lại với nhau. Và chỉ có áp lực, chỉ có áp suất, chỉ có bài tập khó mới khiến cho não chúng ta càng càng chất và liên lại nó dày đặc hơn. Nên mỗi lần em đi học mình thấy đầu hơi căng căng là thấy yeah, đó, não mình đang chất hơn. Mỗi lần đi học thấy đầu nhức nhức, yeah, các neuron nó đang liên lại với nhau. Nên nếu như em nói rằng thầy ơi cô ơi cho bài dễ dễ nha thầy, cho bài dễ dễ nha cô, có bao giờ nói vậy không? Nếu có nghĩa là gì, cô ơi cho em bộ não kim cương, bộ não thanh đá đi nha cô, thầy ơi cho em não thanh đá nha thầy. Nên khi em đi học là phải có áp lực em nha, thì đó chính là cái tốt của stress, cái giá trị của cái áp lực em ta đi học, đi hành hoặc là trong cuộc sống. Và thực ra áp lực đó, nó cũng không phải là kẻ thù mà nó là bạn của chúng ta. Vì áp lực chí âm thì sẽ là dương, đây là quy luật âm dương đúng không? Và mình thấy quy luật âm dương thì có bên là dương, bên là âm nè. Nhưng có cái đặc điểm là gì? Đời thì luôn luôn có âm với dương, tức là luôn luôn có vui với có buồn. Không có buồn thì không thể nào thấy ra niềm vui. Đứa nào từ nhỏ tới lớn chỉ vui thôi, nó không có nỗi buồn thì nó không nhận thức ra niềm vui của nó. Hay còn khi nào mà bạn có buồn, bạn mới thấy niềm vui. Thí dụ như bạn cầm báo, bạn hay thấy mấy đứa nhà giàu, con triệu phú đi máy bay, xe giác vàng, xài đồ hiệu, mình thấy nó sướng quá, đúng không? Tại sao? Vì nhà mình nghèo, nên mình mới thấy cái sống vậy là sướng. Nhưng với mấy đứa đó thì sao? Cái đó không có sướng, nó bình thường lắm. Vì tại sao nó chưa trải qua cảnh nghèo giống như mình? Cho nên chưa chắc mấy đứa là sướng đâu nha. Ha. Thì nếu như bạn phải trải qua thất bại đau khổ thì bạn mới nhìn ra cái giá trị của hạnh phúc, của bình yên. Và có một cái điểm đó là gì? Là chí âm thì sẽ là dương, còn chí dương thì sẽ là âm. Chí dương là những cái hồn cơn bão, là dương đúng không? Nhưng tâm bão, tức là cái chỗ tâm nhất, định nhất của bão, nó lại là gì các bạn? Nó lại là khoảng trống, nó là yên tĩnh. Cho nên chí dương thì lại là âm. Bão là lớn, xoay quay cuồng, nhưng tâm bão là yên tĩnh. Đó. Hoặc ví dụ như vui quá, vui là dương nè, vui quá thì hóa gì? Hóa rồ. Vui quá thì mình lại hóa rồ, đó chính là chí dương hay sao âm. Hoặc là ví dụ như giàu quá, hoặc là thành công sớm quá, nhiều khi cũng dễ sao cả. Nhưng ngược lại, chí âm thì sẽ là dương. Tận cùng của khổ đau là sự lột xác, tận cùng của nỗi buồn là sự trưởng thành. Vậy em hãy nhớ là những lúc trưởng thành của cuộc đời, cái lúc em trưởng thành là lúc em vui, lúc em buồn, cái lúc em buồn là lúc trưởng thành đó, lúc em thất bại là lúc em trưởng thành nhiều. Cho nên chí âm là dương. Vì vậy khó khăn, đau khổ, stress là cái giá để chúng ta nhìn ra hạnh phúc. Và các bạn mà muốn lột xác đó, các bạn phải đâm đầu vào cái chỗ khó, các bạn phải trải qua đau khổ thì chúng ta mới lột xác nổi. Em thấy có nhiều ông doanh nhân ông rất là thành công chẳng hạn, mà em thấy cái ông doanh nhân thường đầu ông sao? Thầy hói lắm. Thầy cũng từng khởi nghiệp, ngày xưa tóc thì nhiều lắm, tóc như tài tử Hàn Quốc gì đó. Nhưng khi thầy khởi nghiệp, lúc đó thầy bắt đầu stress. Và khi stress đến mức tóc nó rụng luôn các bạn. Và thầy ngồi cửa sổ ở chung cư lầu 15 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai, gió nó thổi qua cửa sổ mà tóc thì nó bay giống như hoa anh đào vậy đó. Cho nên giờ còn có nhiêu đây thôi nè. Và khi trải qua được như vậy rồi thì trong kinh doanh thầy mới bắt đầu làm ăn được, thầy mới bắt đầu là học ra được những bài học kinh doanh. Thầy không có thất bại là thầy sẽ không được như bây giờ. Thầy nghỉ hưu tuổi 35, năm nay thì 35 tuổi. Thực tế thầy đã nghỉ hưu hồi cuối năm ngoái rồi, là do thầy đã thành lập doanh nghiệp và nhờ bay đi một ít tóc á,
2/3 mái tóc đó, cho nên thầy mới bị hưu sớm được, là thầy đã kiếm đủ tài chính để thầy sống và thầy có một cái nguồn thu nhập thụ động từ công ty của thầy. Mỗi tháng công ty của thầy thu nhập là khoảng chừng 100, 150 hoặc 200 triệu một tháng, tức là thầy không cần làm gì hết mà nó vẫn có thì gọi là thu nhập thụ động. Thầy đang ở đây đang đứng nói chuyện với bạn nhưng mà tài khoản điện thoại của thầy nó vẫn đang được cập nhật liên tục. Thì do thầy có những khóa học trực tuyến đó là khóa học online, bạn biết mấy khóa học online không? Ở edumon.vn, alada.vn, vina.vn, unica.vn, menu.vn, sống.vn đó. Mấy cái trang đó là có những cái clip khóa học của thầy. Thì ai muốn học vô trong đó cái họ sẽ đăng ký học, cái họ thanh toán online bằng internet bên kia trả luôn. Thế là họ ngồi học mà thầy đứng đang đứng đây nhưng thầy đâu có dạy họ đâu, vì thầy đã quay thành clip rồi. Thì cái đó là thu nhập thụ động và thầy đã tốn hết 4 đến 5 năm để thầy xây dựng 40 mấy khóa học trực tuyến của thầy. Và thầy mất 2/3 mái tóc. Nhưng nhờ đó thầy mới có thu nhập thụ động và thầy quyết định về hưu sớm ở tuổi 34, trong khi mục tiêu thầy tuổi 35. Thầy dạy trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh là khoảng 10 mấy năm, thầy ở trường đó là 10 mấy năm, tuy 16 năm thôi, nhưng sau đó thì cuối năm ngoái thì đã xin kỹ từ trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh rồi. Vì tại thì tự do và thì về quê sống với lại gia đình của thầy, sống với mẹ thầy. Và gia đình cũng hơi đơn đương cho nên là tối nay có chở mẹ đi theo. Mẹ thầy đang ngồi bên kia nên là chào mẹ. Để tóm lại là gì? Là chí âm sẽ là dương các bạn nha. Ví dụ nè, các bạn thấy cái này không? Quen không? Rồi, ánh tinh là gì? Niếp của xích xích. Nhưng hồi em có 13 tuổi á, hồi trước á, là khi sinh ra anh không có tay, không có chân. Và như vậy cái cuộc đời gọi là không tay không chân. Anh suy nghĩ, anh thấy cuộc đời bất công của anh. Và so với hệ thống mong muốn của anh thì nó không thỏa mãn mong muốn của anh. Thế cho nên sinh ra gì? Sinh ra khổ. Và lấy khổ từ nhỏ cho nó lớn, đến năm 13 tuổi anh ấy khổ quá chịu không nổi và nó bùng nổ, anh ấy lăn đến cái hồ bơi và đứng trên hồ bơi và bắt đầu nhảy xuống hồ bơi. Anh lăn xuống hồ bơi mới đúng, đợi cái chân đầu nhảy, anh lăn xuống hồ bơi cái tổng. Và lúc đó thì may mà gia đình phát hiện được cứu kịp, và khi nằm trên giường bệnh anh ấy mới ngộ ra một điều, tức là trải qua cơn thập tử nhất sinh là chí âm. Anh mới ngộ ra điều bây giờ mình tự tử 18.000 lần tay chân có mọc ra không? Không. Vậy tại sao mình không chấp nhận nó? Và tại sao mình không sử dụng cái khóc tay và khóc chân như một thương hiệu để mình có thể xây dựng thương hiệu cho mình? Mình là một diễn giả để truyền động lực sống cho người khác. Và sau cái lần tự tử đó, anh bắt đầu thay đổi mình, lột xác trở thành một trong diễn giả hàng đầu của thế giới. Một lần anh đi nói chuyện cách xê là 1 tỷ đồng. Anh sang Việt Nam chúng ta hai lần anh nói chuyện được 2 tỷ. Mình làm bao lâu mà được 2 tỷ? Mình làm thấy phụ huynh mình luôn mà không biết chứ nào mới có 2 tỷ. Vậy tại sao từ một đứa bé không tay không chân mà nó trải qua thành một chuyên gia, một cái diễn giả đầu thế giới, vì nó đã trải qua trí âm? Nên các bạn thấy tầm cùng của đau khổ là sự lột xác đó. Nhưng đấy chính là trường hợp anh Tiết may mắn là được gia đình cứu kịp cho nên mới trải qua được cái trí âm đó. Và các bạn đừng có muốn lột xác bằng cách mà đi ra bằng nhảy cầu nha. Không có người cứu kịp là lớp đất chúng ta cũng không có lột xác được mà chúng ta có cái gì xác. Thì đó chính là quy luật nha. Có khăn đau khổ là cái giá mình nhận là hạnh phúc. Cái phần đen có mình có thấy được phần trắng. Cho nên là khi mà thầy khổ nhiều á, thầy stress nhiều, thầy ngồi không thôi thầy không thấy hạnh phúc nữa các em. Sau đây xin mời ban tổ chức mở giúp tôi một đoạn video clip. Và mời ban tổ chức trên lầu có thể mở giúp tôi đoạn clip số 1, đoạn clip như sau. Dạ, xin chân cảm ơn tay cho ban tổ chức. Clip vừa rồi cho chúng ta hai bài học. Bài học thứ nhất: tại sao chỉ có cơn mưa thôi mà các anh chàng công sở lại hạnh phúc thất bại? Vì buổi sáng là rất là stress nên chỉ một cơn mưa thôi cũng đủ để anh hạnh phúc rồi. Ví dụ như tại sao thằng nhóc nó lại hạnh phúc? Vì mẹ đâu có cho nó tắm mưa, đâu có giờ đâu có cho tắm mưa. Nó có dụ không quên baby, nó có gớ nó mà ra. Thằng nhỏ lớn không có bị, không có được tắm mưa. Thế cho nên bây giờ mới được tắm mưa. Thế các bạn thấy, phải có phần đen mới thấy được ra. Hoặc tại sao cô gái bị bồ chia tay, còn cô thì ngồi có tin nhắn á, mà cô có thể hạnh phúc với cơn mưa như vậy? Vì cô mới vừa trải qua stress khủng hoảng, bị gấu đa. Vì thế cho nên là phải có cái phần đen thì mới cảm thấy trân trọng. Vì vậy cho nên tháng 2 mà khổ nhiều, thật ra bạn ngồi bạn uống ly nước thì cũng thấy hạnh phúc nữa. Bạn ai mà khổ nhiều mà ăn trái bắp thì cũng thấy hạnh phúc nữa. Thì có những buổi chiều thì còn ăn trái bắp không mà bạn thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi vì khổ nhiều ha. Cho nên chính là cái giá trị của sự khổ. Và điều thứ ba thì chúng ta luôn hạnh phúc nha. Mình có 2 mindset rồi nha. Mindset thứ nhất là bất tận nguyện. Mindset thứ hai là cái vừa rồi chính là
phải có âm thì mới có dương. Và cái mindset thứ ba để hãy để luôn hạnh phúc thì hãy tập sống ở điểm A chứ đừng có sống ở điểm B nhiều quá. Điểm A là gì? Các bạn tưởng tượng nha, mình nè, mình là thằng đang nhảy nè. Điểm A là hiện tại, điểm B là tương lai. Có rất nhiều người, thậm chí hầu như tất cả chúng ta đều sống vì điểm B chứ không có gì cho điểm A. Ví dụ, có nhiều bạn sinh viên phải đợi tốt nghiệp ra trường đi về mới hạnh phúc, hiện tại đang làm sinh viên học có hạnh phúc. Tốt nghiệp ra trường xong rồi thì sao? Đợi có việc làm đi về mới hạnh phúc, mới yên tâm, chứ bây giờ chưa việc làm chưa hạnh phúc. Có việc làm xong rồi thì sao? Đợi lấy chồng được đi rồi mới hạnh phúc. Lấy chồng xong rồi thì sao? Đợi đẻ được đứa con đi xong nhiệm vụ mới hạnh phúc. Vậy lúc đang không có con thì không hạnh phúc. Khi có con xong rồi thì đợi sao? Đợi nó lớn đi rồi mới hạnh phúc, mới yên tâm. Rồi nó lớn xong rồi thì sao? Đợi nó lấy vợ lấy chồng đi rồi mới yên tâm. Nó lấy vợ lấy chồng xong rồi sao? Đợi cháu lớn đi rồi mới yên tâm. Cho nên cuối cùng con người chỉ luôn luôn sống về điểm B thôi, không có gì cho điểm A, trong khi điểm A có rất nhiều thứ để họ hình cho. Và cái nhóm người, cái nhóm 80 mới nãy họ đang đứng đợi điểm B là gì vậy? Đợi hết mưa đúng không? Họ mới hạnh phúc. Nhưng hiện tại nếu họ nhìn cho cơn mưa họ hạnh phúc được chưa? Rồi. Và bạn đã bỏ lỡ bao nhiêu điểm A trong cuộc đời của mình. Cho nên có điểm A hãy nhìn cho cái hiện tại. Còn điểm B mình lo cho tương lai cũng đáng. Nhưng mà một ngày mình lo nửa tiếng cho nó thôi. Nửa tiếng mình ngồi lập kế hoạch lo cho nó thôi. Còn bạn nhìn cho điểm A thì lúc đó gọi là sống có thời điểm hiện tại, hay còn gọi là sống bây giờ là ở đây, hay nhà Phật gọi là sống chánh niệm đó, chánh niệm là sống với hiện tại đó. Ha. Rồi hoặc ví dụ như có nhiều bạn sinh viên ngồi đây mà đợi điểm B và đợi về mới hạnh phúc, về xong thì đợi về đến nhà mới hạnh phúc chứ đi dọc đường không hạnh phúc, về đến nhà bước vô nhà xong thấy bình thường thôi, đợi có cơm ăn mới hạnh phúc, có cơm ăn xong đợi rửa chén xong thì rồi mới thoải mái, là vậy cứ luôn luôn đợi điểm B. Và có nhiều anh chị cán bộ giảng viên có cử nhân làm hạnh phúc, đợi phải có thạc sĩ mới hạnh phúc, có thạc sĩ xong rồi thì sao, lên tiến sĩ mới hạnh phúc. Có người đi xe đạp không hạnh phúc, đợi có cái gì mới hạnh phúc, xe máy, có xe máy xong thấy bình thường sau đó mới lên cái tay ga, xong lên cái gì nữa, lên xe hơi mới hạnh phúc. Nên con người luôn luôn bị cuốn vào điểm B. Vậy không mỗi ngày dành nửa tiếng cho điểm B, một tiếng thôi, còn lại nhìn cho điểm A các em nhé. Ví dụ như mình có gì hạnh phúc khi đang ngồi trong hội trường này, đang ngồi đây có hạnh phúc không? Có, em nhìn cho điểm A đi. Ví dụ như đang ngồi đây, em ngồi được thôi là hạnh phúc rồi. Vì có nhiều người thí dụ như họ bị bệnh trĩ chẳng hạn, họ ngồi giống như ngồi trên cây xương rồng á, em tưởng tượng dưới ghế có cây xương rồng, họ ngồi trên cây xương rồng á, họ đau dữ lắm, nên ngồi được là phúc. Vì vậy hãy nhìn cho cái việc ngồi của mình đi các em, đó, hãy cảm nhận cái việc sảng khoái của việc ngồi đi, nha, cái đó cũng hạnh phúc rồi. Rồi hoặc ví dụ như em đi đường cũng là hạnh phúc, thì sự thích cái mạnh cái đó, cái con một cái câu là gì? Một ông tỷ phú có 4.000 tỷ trong tài khoản, nhưng ông đang ngồi xe lăn. Và 4.000 tỷ đó không mua được khả năng đi bộ của họ. Vậy ai còn đi bộ được là giàu như một tỷ phú. Vậy hãy hạnh phúc khi đi bộ. Nên sau khi thầy đọc những cái tác phẩm đó xong, thầy cảm thấy đi bộ của tôi cũng hạnh phúc được rồi. Từ đó về sau, thầy thích đi thang máy hơn hẳn, thầy thích đi bộ nhiều hơn. Hay họ đi lang thang, đi bộ được là hạnh phúc. Còn khi nào bạn lớn tuổi đi được mẹ thầy chẳng hạn, bây giờ đi hơi khó khăn rồi đó, thầy mua 3-4 cây gậy để nhà nhưng mà chưa có trống thôi đó, đi khó khăn rồi đứng dậy rất là mỏi chân ha. Giống như là hồi trước mà mẹ thầy ngồi xe máy, nhưng mà ngồi xe máy thì bước lên bước xuống rất là khó bởi vì cái chân yếu rồi, cho nên là sau đó thầy mới mua xe hơi để mà chở mẹ đi chứ thực tế thầy không có nhu cầu lắm đó. Cho nên các bạn thấy đi bộ được là hạnh phúc rồi nha. Hoặc thở đường thôi cũng hạnh phúc rồi. Có bao giờ các bạn bị nghẹt mũi không? Khi nghẹt mũi mình thở, mình há miệng, mình thở như con cá ấy. Mà lúc đó mình hạn cổ lắm, khô cổ lắm, chịu thở đường là hạnh phúc nè. Uống nước hạnh phúc, ăn cơm cũng là hạnh phúc, có cái chỗ tối nay ngủ cũng hạnh phúc. Đứa nào tối nay ngủ có người để ôm là quá hạnh phúc rồi, hạnh phúc hơn so với 800 đứa đang ngồi đây rồi. Rồi ai, các bạn đang ngồi học bình yên hạnh phúc. Ngày xưa khi mà ta học trong thời chiến tranh đó, mới nhìn thấy đây nhưng 5 phút sau nó một bãi gì, một bãi chiến trường. Cho nên ngồi học bình yên thì hạnh phúc nha. Rồi ví dụ như là ban ngày mà nhìn cây xanh, buổi tối mà nhìn trăng sao băng là một cái rất là bình yên. Đó chính là sống ở điểm A. Và một cái mindset này nó còn mở rộng ra thêm. Con người đừng nên quá vì điểm B mà hủy hoại điểm A của mình. Nhưng con người chủ yếu phá hủy cái điểm A là vì điểm X. X là điểm của quá khứ. Quá khứ đã xảy ra sự việc gì đó,
Và cái sự việc bất như ý đó nó giống như mũi tên, nó cắm phập vào ngực mình đau dữ lắm. Ví dụ người đó chửi mình đau lắm, người đó ăn trộm tiền của mình đau lắm, hoặc là thầy la mình là đau lắm, người đó đá mình bỏ mình đau lắm, hoặc là gia đình xảy ra xào xáo mình đau lắm. Nhưng cái đau nó nằm ở đâu thì biết rồi, nó quá khứ rồi. Nhưng con người thì sao? Con người luôn có một thói quen, cứ cái gì nó cắm vô phòng ngực mình, mình đau xong mình rút ra cái mình cầm đó, như mình nó quăng, mình cầm nó xong cái lần lâu mình cắm vô ngực mình chơi, xong cắm vô ngực đau lại chơi. Có bao giờ các bạn có một nỗi đau, ví dụ một câu nói gây đau, một cái sự cố gây đau, một cái nỗi buồn phiền gây đau của quá khứ mà đến bây giờ vẫn còn cầm cái tay lâu lâu đâm vô chơi không? Lâu lâu ôm lại nỗi đau không? Có, nếu như đứa nào có là đứa đó đang cầm một cái mũi tên cứ cắm đi cắm lại trong ngực của mình mà không cho nó lành vết thương. Vậy cho nên điểm ít nó phá hủy điểm ma. Và thậm chí còn có nhiều người không chỉ cầm một cái mũi tên mà cầm nguyên một bó mũi tên sưu tầm các nỗi đau, thậm chí còn ghi lại trong nhật ký lâu lâu lấy ra đọc để đau chơi đó. Nên nếu như bạn nào đang tự làm đau mình, dằn mặt hoài được một cái điều nó đã xảy ra trong quá khứ thì thôi, hãy cầm cái mũi tên đó lên, đâm vô ngực lần cuối đi cho đã nha, rồi vứt cái mũi tên đó đi. Và thầy nói các bạn lâu lâu sẽ quay trở lại lượm nó lên nữa. Nhưng khi lượm lên rồi thì hãy biết là mình đang tự làm đau mình, đang tự đâm vô ngực mình. Lúc đó mình ý thức hơn và mình sẽ dần dần vài lần như thế mình sẽ có thể bỏ cái mũi tên đó xuống nha. Ở nhà của thầy á, có một người này nuôi con chó, nó tên là con gì quên mất tiêu rồi đó, gọi là con chó đi rồi, phải con chó Na. Và người này rất là thương con chó Na vì con chó Na là bạn của người này, và thế cho nên là khi con chó Na nó bị chết, người này đau, người này khổ. Một tháng sau khi thầy quay về nhà thì người này nằm trên võng, người này nói rằng đội tâm nhớ con chó Na quá, người đó nằm khóc. Vậy các bạn thấy con chó Na chết là chết ở điểm nào? Điểm ít. Nhưng người đó đang ở điểm gì? Điểm A. Và người đó vẫn lấy cái mũi tên của điểm ít vẫn đâm vào người mình, và đó chính là đau đi đau lại một nỗi đau. Tháng sau thì về chơi, người đó đang ngồi ăn cơm, người đó vừa ăn cơm vừa nói tâm nhớ chỗ nào đau quá, cái người đó ngồi khóc tiếp. Vậy các bạn thấy có một cái mũi tên thôi mà nó đâm đi đâm lại hoài, trong khi con chỗ nào là gì, nó ở bên ngoài, nó vẫn thành cái quy luật sinh tử của nó hay theo mong muốn của mình, nó vẫn thành cái quy luật sinh tử của nó, nó ở bên ngoài mà nó đâu có theo ý muốn của mình được. Và nó cũng vô thường nữa, vì sao? Vì bây giờ nó chết thì khi nào nó chết, mai mốt nó cũng chết, thôi đằng nào nó cũng sẽ chết. Vì chết sớm chết muộn chúng ta cũng chỉ đau một lần thôi nha, đừng đau đi đâu lại hoài. Thì bây giờ có đứa nào mà bị bồ đá đến giờ vẫn còn đau không? Và rút cái mũi tên nó ra, cái đứa bị mình đập bồ có đau không? Không, nó đi mất tiêu rồi, mình tự đau thôi, đừng tự xuống theo kiểu đó. Và có một cách để mà chúng ta luôn sống ở điểm A, đó chính là meditation. Đó chính là gì? Meditation là gì? Bạn nào biết xin làm cánh tay. À, mời bạn dùng xong dùng sao không? Không ai đảo ở bên đây. Mời bạn cứ chiếc trao một cánh tay đang dơ bên kia. Meditation là gì hả em? Đây là chàng trai dùng tiếng Anh nhất nhì trong môi trường. Em là Thế Hiển của khoa ngôn ngữ Anh, khóa 2015. Hỏi đúng người rồi. Thầy ơi, meditation là thiền. À, là thiền. Thiền nghĩa là gì em? Thầy là một trạng thái bất tỉnh ở bên ngoài của cơ thể, ở bên trong không có tỉnh luôn. Cái nhưng mà ở đây là có hoạt động của hơi thở ra thở vào. À, và ở một trạng thái ở hiện tại bất tỉnh bên cả bên trong và bên ngoài, tức là thân thì bất động và suy nghĩ thì cũng bất động luôn, tức là không có suy nghĩ đó, là đầu trống rỗng và chỉ có hơi thở ra vào thôi, vì mình không ngừng thở được ha, mình chỉ thấy hơi thở ra vào. Và lúc đó thì có điểm ít không? Không, lúc đó có điểm B không? Không, chỉ có cái gì? Điểm A. Chỉ có điểm A thôi, đó chính là cách để chúng ta không bị dằn mặt về điểm X và điểm B. Đó chính là thiền, là sống ở điểm A và để đầu chúng ta trống rỗng. Và lúc đó là chúng ta đang nghỉ đó. Cảm ơn em và một tràng tay dành cho bạn. Xin tặng em 3 phần quà, 1 phần quà. Em lấy cái nào? 1. Cái màu xanh lá cây. 2. Cái màu đỏ. Và 3. Cái màu xanh đỏ. Em lấy cái nào đó em? Em chọn cái màu xanh lá cây này. Vậy hả? Cái bạn khác, trời ơi, tụi sao thất vọng vậy? Ta lấy cho chị, ta thích. Rồi, cảm ơn em. Muốn lấy cái này thì phát biểu đi nha. Vậy, meditation đó chính là thiền. Và thiền mà làm gì? Thiền là các bạn ngồi không vậy thôi. Bạn ngồi cũng được, bạn nằm cũng được, bạn làm cũng được.
miễn là đầu các bạn không suy nghĩ và lúc đó điểm B không xuất hiện và điểm S cũng không xuất hiện, lúc đó bạn sống với hiện tại thôi. Nhìn cho hiện tại là một trạng thái nghỉ ngơi của trí não ha. Thì nó đơn giản là vậy thôi á, thiền có nghĩa là không có suy nghĩ á, chứ không có gì tôn giáo hoặc thần bí ở đây. Và khi em thiền nó level cao, não em không suy nghĩ á, thực tế là vậy là khó lắm nha. Em ngồi khoảng chừng 3 giây cho nó suy nghĩ á, em ráng dữ lắm thì nó được 10 giây, em ráng dữ lắm được 30 giây nó phải suy nghĩ lại hả. Mà em mà dừng được suy nghĩ thì gọi là định. Định nghĩa là dừng á, là em không có nghĩ nữa thì gọi là định á. Thì đơn giản thiền định là thiền mà đừng có suy nghĩ, đơn giản vậy thôi. Và nếu em định được khoảng chừng 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thì cái thùy precuneus trên đỉnh não của em á, cái lỗi của não em có sự kích hoạt là cái thùy đó. Đây là một cái hình chụp đo điện não của một cái thiền sư. Em thiền được khoảng chừng 2 tiếng hồ nó lên thì lúc đó em có thể là đưa đi vô định. Và cái thùy precuneus là cái lỗi của não sự kích hoạt, và thùy này là cái thùy điều khiển sự hạnh phúc của con người. Khi nó kích hoạt lên thì có hai chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất là não sẽ bắt đầu tiết ra dopamine, serotonin, acetylcholine khắp toàn thân. Đây là các chất an thần và sẽ khiến cho em có cảm giác lâng lâng, thoải mái, sảng khoái. Vì vậy cho nên những thiền sư mà cảm giác được giải thoát đó chính là do các cái nội tiết tố này. Và khi mẹ đi du lịch đó, thật ra nó cũng có tiết những cái tiết thôi. Ví dụ như người ta nghiên cứu là khi em nhìn màu xanh da trời, nhìn xanh nước biển và xanh lá cây, nó cũng tiết ra acetylcholine, serotonin và dopamine, nhưng nó tiết ra ít. Và khi mà em nhìn với điều kiện mà đầu em không suy nghĩ nha, chứ em nhìn màu xanh lá cây, màu xanh da trời và màu xanh nước biển mà đầu mình nghĩ rồi cái thằng mất dạy ở nhà hả, nó mở đèn là mình khó ngủ quá, để thế mình đi ra được đây mình du lịch rồi mình xa lắm cái thằng đó rồi, cái thằng đó là về đi, nó mình thẫn suốt cả đời với bác, thì mình không có tiết ra cái giống gì hết, mình chỉ biết là adrenaline là chắc cái căng thẳng thôi. Nhưng khi em nhìn ba cái màu đó là xanh da trời, xanh nước biển và xanh lá cây cộng với cái ánh sáng trắng nữa là bốn màu ha, thì như vậy ánh sáng nắng á, thì bốn cái đó cộng với không suy nghĩ thì nó sẽ tiết ra cái chất này. Nên người ta đi du lịch, người ta hay nhìn kiếm những cái chỗ mà biển nè, người ta đi du lịch người ta kiếm những chỗ có nhiều cây nè, người ta đi du lịch người ta nằm nhìn lên bầu trời nè, người ta du lịch thậm chí như ta nhìn ra ngoài nắng là vậy đó, thì lúc đó là não chúng ta tiết ra chất này. Còn nếu mà bạn vô được đến hai tiếng đồng hồ là bạn tỉnh, trong đầu không có nghĩ hết luôn á, thì precuneus sẽ tiết mấy cái này toàn thông ba cái hệ thống tiết vào cái não, đó là trung tâm, cho nên nó sẽ linh được gần như toàn não, nó linh được gần như toàn não, và lúc đó em sẽ trí tuệ hơn rất nhiều. Nên em thấy mấy vị thiền sư họ ngồi không nhưng họ rất là trí tuệ do thùy precuneus được phát huy. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, ngồi nhập định ở dưới gốc cây bồ đề 40 mấy ngày. Và theo nghiên cứu theo thầy á, thì theo cái thuyết của Đức Thích Ca thì có thể là do thùy precuneus nó được kích hoạt nên ông mới ngộ ra được cái chân lý của cuộc đời, và sau đó tạo ra thành cái luận lý trong cái giáo phái của mình. Vậy các bạn thấy thường trí âm á, nó sẽ là dương, và trí âm là gì? Khi mình không suy nghĩ là âm đúng không, tạo một cấp độ là âm, nhưng trí âm thì lại là dương, lại là trí tuệ. Cho nên đó chính là bản chất của thiền các bạn nha. Đấy chính là cách để mình sống rất là hạnh phúc nhé. Rồi thì đấy chính là ba cái triết lý trong cuộc sống. Và sau đây thì thầy chia sẻ thêm ba triết lý, đó là cài đặt trong não là mindset. Ngoài ra để mình hạnh phúc hơn và giảm stress thì mình sẽ cần điều chỉnh cái danh sách hormone của mình lại. Nếu ai muốn nhiều thì cuộc đời nó khó thỏa mãn lắm, bạn sẽ stress nhiều hơn. Nhưng nếu em muốn ít thì cuộc đời vô nó rất dễ thỏa mãn, cái list này rất dễ hạnh phúc hơn. Đó chính là cái triết lý muốn ít thì hạnh phúc nhiều. Và chắc hình này mấy đứa cũng quen rồi. Có một anh chàng thanh niên á, anh mới trèo lên trên núi, anh không hạnh phúc. Anh mới đi tìm cái một vị thiền sư, anh trèo lên trên núi, anh trèo lên núi, anh trèo một bậc, anh trèo hai bậc, anh kiếm thiền sư nha. Đâu có nhìn thấy ai giống thiền sư, trèo lên núi kiếm thiền sư, trèo lên núi kiếm, có một vị thiền sư nào không? À, kiếm một vị nào mái tóc cũng giống vậy đó. Anh hỏi đây còn nhiều tóc không? Không có nhiều tóc hết vậy. Rồi sau đó anh ấy mới tìm kiếm một hồi, mới tìm ra một vị đang ngồi trên đây. Xin chào thiền sư, hãy chỉ cách cho tôi hạnh phúc. Ông cứ ngồi đi.
Tôi không có hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì cuộc đời của tôi không như ý của tôi mong muốn. Tôi học tập kết quả cũng không như ý của tôi mong muốn. Rồi ví dụ như vợ tôi cũng không như ý tôi mong muốn. Nói chung là tôi cũng có vợ và bà cũng nấu ăn thì nó cũng không, nhưng bà không có tâm lý bằng vợ người ta. Thế cho nên tôi không có hạnh phúc. Con cái của tôi thì nói chung là nó cũng khỏe mạnh, nó cũng học hành cũng tạm được, nhưng mà nó học không có giỏi bằng người ta. Còn công việc của tôi, chúng tôi chỉ có cái việc để làm tạm đủ sống, mà cái sự nghiệp của tôi nó không được như người ta. Cho nên tôi không có hạnh phúc. Bây giờ cuộc đời nó vận hành như thế nào nó không giống cái ý của tôi, cho nên tôi không có hạnh phúc. Ngài chỉ cách cho tôi hạnh phúc đi Ngài, tôi không có hạnh phúc, Ngài chỉ cách cho tôi hạnh phúc. Xin Ngài chỉ dạy. Con cần phải làm gì thưa Ngài? Con làm gì để hạnh phúc hôm nay? Sau cuộc đời học cái gì như ý con mong muốn? Con phải làm gì đây? Dạ Ngài có thể ngồi thiền thêm. Cảm ơn Ngài. Và thiền sư mới nói, anh muốn gì? Ghi ra đi. Anh ghi ra, tôi muốn hạnh phúc. Thiền sư mới nói, anh xóa giúp tôi chữ tôi đi. Đừng có cái tôi ích kỷ quá. Đừng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, hãy nghĩ cho cảm giác của vợ anh, của con anh, của bạn bè đồng nghiệp anh. Xóa cái tôi đi anh. Anh ấy mới thấy đúng là anh ấy bắt vợ phải sống theo ý ảnh, bắt con sống theo ý ảnh. Thế là muốn sự nghiệp như ý ảnh, cái gì cũng xoay xung quanh ảnh hết. Ảnh có cái tôi lớn quá và quyết định xóa cái tôi đi. Còn lại chỉ muốn hạnh phúc, thì sư mới nói anh muốn nhiều quá, cái gì anh cũng muốn. Vợ thì có vợ rồi mà muốn vợ cái tâm lý vợ ta. Con thì nói chung là khỏe mạnh, hiếu thảo rồi muốn con có giỏi hơn con ta. Công việc thì có công việc rồi mà muốn công việc mới hơn công việc của người ta. Thế gì cũng muốn, thế là muốn nhiều quá, xóa chứ muốn với em. Thế là tôi muốn hạnh phúc, anh ấy xóa cái tôi rồi. Anh ấy xóa luôn chỉ muốn, vậy còn lại chữ gì của các em. Còn lại là hạnh phúc. Nên cách đơn giản hơn thì chúng ta hạnh phúc là gì? Muốn ít lại thì hạnh phúc sẽ nhiều. Khi mình quen ngay đó, mình có muốn ở người ta nhiều quá, mấy đứa muốn nhiều quá, mấy đứa đó khổ lắm. Nên muốn cắt cơ cốt lõi thôi là được rồi. Mấy cái khác có thêm thì tốt, có thêm thì tốt. Chứ có cắt cơ cốt lõi là được rồi. Nên cái này là thứ hai, khi chúng ta hạnh phúc hơn hoặc đau khổ, thì cái này cái danh sách mong muốn của mình. Chào anh Đức. Lâu rồi mới gặp anh. Mỗi lần đọc báo về cuộc sự chẳng hạn là thầy thấy mặt ông lúc nào cũng nhanh, chỉ có duy nhất một lần mặt ông cười là lúc đó Việt Nam đã bàn thắng, là cái mặt ông cười. Còn lại tất cả các bức ảnh khác mà lên mình sợ thì cái mặt ông lúc nào cũng có nhanh vậy nè. Mà tóc của ông thì đó, mà nhìn cái tóc ông thì bạn biết rồi. Vậy thì sao vậy? Cách đây 7 năm thầy có đọc bài báo, thầy có nhớ là vợ của Bộ Tất Cát kêu là ông ơi, thôi bây giờ nhà mình nhiều tiền rồi, ông làm chi nữa, ông nghỉ ngơi đi. Bộ Tất trả lời là gì? Vợ kể lại á, nào Bộ Tất trả lời thôi để anh làm tốt cái dự án này đã. Ông nói để anh làm tốt cái dự án này nữa thôi. Và ông làm tốt, không biết làm tốt cỡ nào nhưng mà giờ 7 năm rồi vẫn còn làm. Và thầy đọc báo hồi cuối năm ngoái là tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai nợ 27.000 tỷ. Và mới vừa rồi thì có một cái tập đoàn lớn rất vốn cho Hoàng Anh Gia Lai đi giải cứu Hoàng Anh Gia Lai. Và hiện tại thì ông ấy, tập đoàn ông ấy chỉ còn nợ có 4.000 mấy tỷ. Nợ có 4.000 mấy tỷ. Vậy nhưng mà cái khả năng ổng thì thầy nghĩ là cũng như sức đã. Nhưng tại sao vậy? Vì sao ổng không luôn bị stress? Vì thực tế không biết là anh Đức có hạnh phúc hay không, nhưng thầy có cảm giác có rất là nhiều tỷ phú á. Họ có 1.000 tỷ là 4, 2.000. Họ có 2.000 xong thì sao? Không có 5.000. Họ có 5.000 xong rồi sao? Không có 10.000 tỷ. Vì sao mà hạnh phúc ít? Vì họ muốn nhiều nên hạnh phúc ít. Vậy cho nên mấy đứa đang ngồi đây, dù mình không phải là tỷ phú, nhưng mình biết điều chỉnh cái danh sách ước phú của mình, cái list mong muốn của mình, thì mình sẽ dễ hạnh phúc hơn, đúng ít, hạnh phúc nhiều. À, gấu của thầy em, gấu của một người bạn thầy em. Gấu của người bạn thầy thì nói chung bạn ấy cũng rất là bụng bề đấy chứ. Em tưởng tượng là bữa bạn ấy nấu cái bếp hồng ngoại, em biết bếp hồng ngoại không? Nấu ăn bằng bếp hồng ngoại, nấu xong cái rút cái chu điện ra mà quăng cái chu điện cái trúng mặt bếp hồng ngoại, cái chảy luôn cái chu điện, cái hư luôn cái bếp, máu lên tới não. Sau đó bạn ấy cầm cái gì cũng rớt cái đó, cầm ly rớt ly, cầm xe rớt xe, cầm dĩa rớt dĩa. Và một lần thầy, một lần bạn thầy mới nhờ bạn ấy là em bưng giùm anh cái dĩa sầu riêng, cái đám tóc muối sẵn để trong tủ lạnh á, bưng vô phòng giùm anh đi. Bạn ấy bưng dĩa sầu riêng giữa đường rớt dĩa sầu riêng, máu lực cái não tập 2. Lúc đó bạn thầy muốn quay qua nói rồi tại sao lại buồn về như vậy, chỉ có cái việc bưng dĩa sầu riêng mà bưng không được nữa, vậy là mà làm cái gì? Thì chính là em đâu có muốn đâu. Thế là hai bên cãi qua cãi lại cuối cùng chiến tranh lạnh, bạn ấy bỏ nhà ra đi. Đến 9 giờ tối còn chưa về, lúc đó bạn thầy
Cứ nhắc cho mình ra rồi suy nghĩ, ủa, mình có giống cái ông này không ta? Mình có giống cái ông này không ta? Thứ nhất là bạn ấy mới nhận ra là cái tôi của mình nhiều quá, cái tôi của mình nhiều. Thứ hai đó là mình muốn nhiều quá. Và bạn ấy mới nhớ lại tại sao mình lại yêu đối phương. Vì đối phương rất là hiểu mình. Vừa bạn thầy mới đang ngồi làm việc, thì bạn thấy đang mọi người vì sao bạn ấy đứng dậy, quay quay lại. Thì bạn gấu kia mới nói, cái ly nước em để đây nè, kiếm ly nước phải không? Vậy bạn ấy biết bạn này kiếm ly nước mà đâu mà nói chung nói thầy đại thầy ra đi mất công mệt quá là thầy đâu có nói là thầy đi kiếm cái ly nước đâu, người ta hiểu mình tới mức như vậy đó. Hoặc cái như bữa thì nằm ngủ trưa xong cái thầy ngồi bật dậy, cái thầy quay coi lại cái đứa con chỉ cái remote mới lạnh, nó để nè, người ta biết thầy kiếm cái remote mới lạnh mà thầy đâu có nói lời nào đâu, người ta hiểu mình như vậy á, yêu được chưa? Yêu được rồi. Mà thầy đầu phải khéo tay đầu không được vụng về, thầy kiếm thầy muốn nhiều quá. Sau đó thầy mới điều chỉnh lại là gì? Thôi, bớt cái tôi mình lại. Đừng có ích kỷ quá, thầy biết nghĩ cho cảm giác ba vì ta cũng đâu muốn vậy, đúng không? Sau này thầy sinh ra thầy mới biết là do thùy định, bạn ấy rất là thấp. Thùy định là thùy điều khiển vận động á, cho nên là tay bạn ấy vụng về là do bạn ấy không muốn, bạn ấy cũng rất là khổ tâm vì điều đó. Cho nên thầy bỏ cái tôi thầy đi. Thứ hai thầy muốn ít lại, thôi người ta chung thủy với mình và hiểu mình như vậy là được rồi. Căn cơ cốt lõi là được rồi. Còn ví dụ như khéo tay có thêm thì tốt, đẹp có thêm thì tốt, cái khác có thêm thì tốt, không có thì thôi. Vậy có căn cơ cốt lõi là được rồi, thầy muốn ít lại là muốn cái cốt lõi thôi. Từ đó về sau mỗi lần bạn ấy phục về, thầy không thấy bực bội và khó chịu nữa, mà thầy thấy vui. Mỗi lần bạn ấy rớt đồ, cho thầy rớt đồ, và thầy lại đứng, thầy tự phục cực tôi tên Đậu. Vậy đó là ai? Đặc biệt thầy còn lấy điện thoại di động ra, thầy quay phim lại để thầy để dành ra điện thoại lâu lâu lấy ra mầm nhục chơi. Thầy biết những cái khoảnh khắc bạn ấy cũng về trở thành khoảnh khắc kỷ niệm vui vẻ của hai đứa. Vậy tại sao ban đầu là căng thẳng, nói lên cái não, còn tại sao lúc sau lại là vui? Vì lúc sau thầy đã bỏ cái gì? Bỏ chữ muốn đi rồi và giảm cái tôi của thầy. Cho nên các bạn thấy lúc đó là hạnh phúc hơn nhiều ha. Vậy mấy đứa có muốn quá nhiều của người khác không? Ví dụ như có muốn quá nhiều của ba mẹ mình không? Có muốn quá nhiều của anh chị em mình không? Có muốn quá nhiều của bạn mình không? Có muốn quá nhiều ở gấu không? Chẳng hạn như ngày xưa mẹ của bạn thầy là bạn thầy rủ mẹ bạn thầy đi du lịch, nhưng mà mẹ bạn thầy không có chịu đi. Tại sao? Bởi vì thôi tao đi ở nhà cho chó ăn, tao đi ở nhà cho gà, tao đi ở nhà cưới đây cứ cây cứ bông. Thì lúc đó thì bạn thầy mới bực, bởi vì tại sao mẹ không thương mẹ bằng con chó sao? Tại sao mẹ lo cho con chó hơn mẹ lo cho cái bông hơn mẹ lo cho mấy con cá hơn mẹ? Mẹ đi mẹ vui vẻ, mẹ hạnh phúc, tại sao mẹ phải lo cho mấy cái con đó? Thế là bạn của thầy mới cảm thấy bực bội. Nhưng sau này bạn thầy mới nhận ra rằng thì ra bạn thầy muốn mẹ đi chơi để cho bạn của thầy cảm thấy thoải mái bên trong, cảm thấy là mình có thể là đã làm được gì đó cho mẹ. Sau đó bạn thầy mới suy nghĩ thì ra nhiều khi mẹ ở nhà là cảm thấy hạnh phúc hơn. Chẳng khi đi du lịch đó họ đi bộ họ mệt lắm, hoặc là đi du lịch nó không có ngủ cái chỗ mà cái chỗ quen của mình đó mà không ngủ được, hoặc là ăn mấy cái món không có quen á ăn không có được. Mà cái bụng thì lại lo cho mấy con chó ở nhà, bởi vì đối với họ chó đó chính là những người bạn. Cho nên lúc đó thì bạn của thầy mới bỏ cái tôi đi, bỏ chữ muốn đi. Thôi mẹ mình muốn đi đâu cũng được, ở nhà cũng được, miễn mẹ mình vui là được rồi. Bỏ cái tôi rồi bỏ chữ muốn đi, thế là hai mẹ con hạnh phúc. Cho nên các bạn thấy ha, mình đừng muốn quá nhiều những người xung quanh mình, vì họ phải sống cái cuộc đời của họ và họ sẽ không thể nào sống tôi với mình muốn. Đó chính là muốn ít mà hạnh phúc nhiều. Và nhân tiện có cái hình này này, mấy đứa đừng có đăng mấy cái clip lên mạng nha, mất công anh Đức anh thấy rồi anh Đức buồn rồi kịp mà. Có một lần thầy đi Sóc Trăng á, thầy đi Sóc Trăng, thầy mới đi giải với Sóc Trăng, thì thầy có ăn món bún nước lèo Sóc Trăng. Sau đó cách đi còn như 2 năm rồi, thì khi mà thầy ăn món bún nước lèo Sóc Trăng thì có một bạn bán vé số tới, mời thầy mua vé số. Cái thầy mới mua cho bạn ấy 5 tờ, rồi sau đó thầy cho là bạn ấy 4 tờ, mà thầy không nhắm cho hết sợ bạn ấy ngại. Bạn ấy nhận xong, bạn ấy khoảng chừng 18, 19 gì đó. Bạn ấy mới thấy cái vali này đến cái bên á. Vì thầy mới dạy xong thì thầy chuẩn bị xong cái đi về Sài Gòn. Thì bạn ấy mới nói, ủa nhìn anh không phải giống người đây, anh ở chỗ khác tới hả? Thì mới trả lời, đúng rồi anh ở Sài Gòn xuống đi làm. Bạn ấy mới hỏi, ủa anh đi làm vậy nhiều không? Ừ anh đi nhiều lắm, hồi xưa thầy làm việc nhiều lắm. Anh đi làm nhiều lắm, tuần là anh đi tỉnh hết 2-3 ngày rồi. Còn Sài Gòn là làm sáng, làm chiều, có khi làm tối nữa. Bạn ấy nghe xong quay sang khác câu, tội nghiệp mình quá, tội nghiệp mình quá. Thầy nói, ủa tại sao tội nghiệp?
thì anh đi làm cực khổ cái nghiệp anh quá ha. Ủa vậy em bán vé số không có cực hả? Bán vé số có gì đâu cực anh. Bán vé số một tờ em là được 1.000, dĩa cơm em ăn là 8.000, ngày em ăn 16.000 là xong hai bữa cơm. Mà ngày em bán 100 tờ em là được 100.000, em còn dư 84.000 lần. Mà thường nhiều khi em bán buổi sáng là xong 5 tờ, chiều tối em rảnh, còn anh chiều tối em đi làm từ nghiệp anh quá ha. Lúc đó thì phải ngộ ra giờ thằng bán vé số với cái ông đang ngồi ăn bún nước lèn đó, ông đứa nào hạnh phúc hơn? Bán vé số hạnh phúc hơn vì sao? Vì nó muốn nhiều cho nên nó hạnh phúc nhiều. Còn cái ông này thì sao? Ông muốn nhiều đến ổng hạnh phúc ít. Từ đó thì về thì điều chỉnh lại cuộc sống của mình, bớt làm việc lại thì mình phải hạnh phúc hơn bằng bán vé số ha. Cho nên đó chính là hạnh phúc, muốn nhiều thì hạnh phúc ít nha. Rồi, và chốt lại sẽ tặng các bạn một cái câu mà thầy rất là tâm đắc với trên Internet. Mấy đứa lên Internet á, thì hạn chế vào mấy trang web ít ít ít. Cũng như đừng có vào mấy cái trang mà nói chung là này nọ vân vân. Tìm đến những cái Facebook hay hay á, mình học với người học thì cũng hay lắm. Cái status như sau: một người lấy chiếc xe mẹ giá 4 tỷ nhưng họ thấy vay ngân hàng tới hàng chục tỷ, cuộc sống họ rất không đâu. Một người đi chiếc xe Volkswagen 500 triệu nhưng họ thể đạt lập ngân hàng với 2 tỷ lần, họ đang trong một cảnh nước sôi lửa bỏng. Một người đi chiếc xe đạp điện 6 triệu nhưng họ vẫn có 40 triệu gửi ngân hàng, họ sống một cuộc sống an nhàn. Vậy, một người ngồi trong chiếc xe mẹ chưa chắc còn hạnh phúc đâu nha các em. Các em có bao giờ ước mơ mình có cái xe hơi mình ngồi lên không? Nhưng chưa chắc cái người ngồi xe hơi đã hạnh phúc đâu. Thầy tư vấn từ trước á, mới năm ngoái thôi, một chiếc xe mẹ rất là đắt tiền đổ ngay trước cái cửa văn phòng nhà thầy. Thì cái ông xuống đi tư vấn, chắc thầy bà vợ. Ông là giám đốc một cái sở thành phố Hồ Chí Minh, bả là làm ở viện kiểm sát tối cao. Và hai vợ chồng bước vô tư vấn với nội dung là đứa con nó đang hút bồ đà, nó đang nghiện xì ke. Và gia đình không dám nói cho ai biết lý do, bởi vì nói ra thì ba là ở sở, còn mẹ thì làm viện kiểm sát, nói ra thì muối mặt cả hai bên. Vì thế nên là giấu nó, giấu cái thằng con của mình là không cho hàng xóm mọi người biết, không cho dám đi tra chuyện luôn vì sợ nó biết. Lý do là vì thằng nhỏ ở nhà ba mẹ vì quá bận cho nên không có thời gian cho nó, và nó ở nhà với cái việc thôi. Nó lang thang trên mạng thì nó thấy trên Facebook á, mà người ta nói là hút cỏ nó sẽ sảng khoái lắm, không có nghiện đâu, tao hút 7-8 năm nay rồi, tao vừa hút vừa học mà học rất giỏi nè, tao có nghiện gì đâu. Thế là nó ở nhà nó buồn, cái nó cũng mua cỏ, nó hút gì tiền là nhiều mà. Nó hút xong rồi nó lên đô, không chỉ hút cỏ, bây giờ nó hút cả heroin, nó hút cả rồi nó đi lấy búa đập đá nữa. Bởi vậy cho nên các bạn thấy, cái người ngồi trong chiếc xe mẹt đó, mình nghĩ chắc họ hạnh phúc lắm. Nhưng thực sự cuộc sống họ như địa ngục vậy đó các bạn, như địa ngục vậy đó. Cho nên mấy đứa có chiếc xe đạp đi không? Còn đúng không? Thì mấy đứa hãy hạnh phúc đi, đầu mà không stress. Và mấy đứa biết Lotte, Lotteria đó, rồi tập đoàn Lotte, rồi Lotte Cinema thì nó không vâng á. Ông chủ của tập đoàn Lotte ở Hàn Quốc á, là một trong người giàu hàng đầu Hàn Quốc, và ông có cả ngàn ngàn tỷ trong tài khoản. Nhưng hiện tại ông đang ngồi xe lăn, và hai đứa con hoặc ba đứa chứ đang đấu đá với nhau để giành cho tập đoàn Lotte. Đứa con gái đang ở tù, chắc là bị hai ông đẩy vô tù. Còn hai ông anh thì đang đấu với nhau để ráng đưa người kia vô tù để cái ông anh còn lại giành cho tập đoàn Lotte. Bạn nghĩ cái người đàn ông ngàn tỷ đó, ông ngồi những cái xe lăn còn hạnh phúc với ngàn tỷ ông không? Cho nên thực sự chúng ta muốn biết về hạnh phúc nhiều các em nha, thì đó chính là một điểm. Thì tặng em một câu nói: hạnh phúc không chỉ do đạt được nhiều, mà nó còn do nằm ở chỗ là mong muốn ít nữa. Rồi, và cái trước khi chúng ta bước vào cái phần thứ hai là từ chẩn đoán về stress, thì thầy tặng các bạn một số cái video clip như sau. Mời bạn trước mở giùm em tập clip thứ hai. Cần clip có ý nghĩa là gì? Để hạnh phúc hơn trong cuộc sống, để giải tỏa stress đó, thì các em có thể tự tạo ra những cách hạnh phúc cho riêng mình, tự chế tác. Các bạn thấy, có nhiều người thì tiền họ có nhiều, nhưng mà cuộc đời họ hạnh phúc nhiều vì họ biết tạo ra. Và như vậy chúng ta sống là vì hai từ hạnh phúc, cho nên tiêu chuẩn của thành công là gì? Là hạnh phúc, đứa nào hạnh phúc hơn, đứa đó thành công hơn. Nên mấy đứa nào giàu hơn, đứa đó thành công hơn đâu. Có đứa nào hạnh phúc hơn, đứa đó mới thành công hơn. Nên các bạn khi đi học lớp có giờ mình hơi tự ti, là nhiều khi bạn của mình sau này mấy đứa tốt nghiệp ra trường đi, đi học lớp mình sẽ so sánh với nhau, cái đứa này đi xe gì, đứa này làm chức gì, đứa này lương như tháng. Mình đôi khi sẽ có thể tự ti với đứa bạn cấp 3 của mình. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta sống vì hạnh phúc chứ không phải là sống vì những cái đó, những cái đó là phương tiện thôi. Nên nếu mình hạnh phúc hơn thì lúc đó mình là đứa thành công hơn. Cho nên nhớ nha, cái gì hạnh phúc thì cái đó mới là thành công.
Và cuối cùng xin mời mọi người chúc mừng chúng em đọc clip số 4, đọc clip cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, đọc clip về những chị quét rác ngoài đường nhưng hạnh phúc hơn nhiều so với một linh thân. Mấy bà đi quét rác rồi đó, rồi mấy bà lật được cái bóng ca, rồi mấy bà kêu ngồi lên đi mấy chế. Ta cho mình một bé đi tuổi thơ nè, bé miễn phí. Bà kia vừa ngồi có cao và lấy một bộ livestream. Cái bà cười nghiêng ngả. Cười nghiêng, cười ngả, cười đau cái bụng. Cảm ơn bạn Tường Trinh. Dạ. Thực tế các bạn thấy có nhiều người thì tiền ngon nhiều nhưng cuộc sống mặc dù niềm vui, họ là người thành công. Có nhiều ông nông dân thu nhập không có cao nhưng họ thích cái việc nông dân đó, họ cũng là người thành công. Nghe các em. Thì đó chính là cuộc sống mindset chúng ta phục hơn trong cuộc sống này là 5 điều mindset. Vậy chúng ta sẽ đến phần thứ hai, hiểu về stress. Tuy nhiên nãy giờ mình nói chuyện với nhau cũng cần 2 tiếng rồi nên các bạn cần giải lao. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghi lại một chút. Bạn nào có nhu cầu đi WC thì các bạn có việc đi. Còn bạn nào không có nhu cầu chúng ta ở lại chơi trò chơi nhỏ nhỏ với thầy như sau nha. Rồi trò chơi như sau. Sau đây thầy sẽ đưa một số câu. Câu nào có chữ mời đầu tiên các bạn hãy làm theo. Câu nào mà không có chữ mời đầu tiên tuyệt đối cảnh giác đừng làm theo với bất cứ giá nào. Dù súng kề vào cổ hay là ai mà lấy dao kề vô lưng mà không có chữ mời đầu tiên cũng đừng có làm nha. Ví dụ thầy nói các bạn đứng lên đi, mình có đứng lên không? Là không vì không có chữ mời. Hoặc là ví dụ như các bạn hãy giơ tay trái lên, cứ giơ lên không. Là không vì không có chữ mời đầu tiên. Và kể từ giây phút này các bạn phải cảnh giác vì thầy sẽ gài bẫy các bạn. Và thầy hứa thầy sẽ bắt hơn phân nửa cái hội trường thì vi phạm. Nếu ít hơn phân nửa hội trường này vi phạm thầy sẽ giao tính mạng thầy cho các bạn. Tùy các bạn muốn xử sự sự muốn chém muốn giết lòng đồn nhảy lòng để thiêu cũng được. Nếu đồng ý xin chân rằng chúng ta đi bắt đầu trò chơi. Cảm ơn 90% đã vỗ tay mặc dù thì chưa có mời. Ai vừa vỗ tay là những người vi phạm vì thầy chưa có mời vỗ tay. Và thầy nói kể từ giây phút này hãy cảnh giác và lúc đó bắt đầu mình chơi rồi ha. Sau đây thầy bắt đi. Mời các bạn vỗ tay 1 cái. Mời các bạn vỗ 2 cái. Vỗ cho thật đều nha, 3 cái. Ai có vỗ vậy? Ai có vỗ vậy? Rồi những ai mà vỗ là vi phạm. À, ví dụ như bây giờ thôi để thầy xuống phía dưới thầy bắt từng người thì cho nó vui. Các bạn muốn thầy bắt ai? Hãy chỉ cho thầy một bạn nam sói ca đẹp trai mà em thấy chỉ đi. Mời em bước lên sân khấu vì thầy chưa có mời chỉ. Đây là cái đội hại bạn mình à, bước lên sân khấu đi chỉ bạn mình trong khi thầy chưa có mời. Mời em bước lên, đây là đội hại bạn đó. Lên sân khấu đi em. Lên ha. Qua đây thầy bắt bên đây nha. Mặc dù thầy không ăn thịt nhưng cholesterol máu ổn thật là do stress. Và ngoài ra sao em làm gì vậy hả? Cất cái bao nó vô rồi nghĩ ấy ới cứ phía bên mà sao hả? Chắc là phát hiện bên kia không xài được cho nên làm đi ý ới cứ phía bên không cất vô trong này nha, lát nữa xài sao em nhé. Chúc mừng bạn anh mình phía bên rồi. Và khi mình căng thẳng á mình sẽ tiết adrenaline và nó sẽ gây co mạch máu dẫn đến thiếu oxy ở tim và các cái cơ quan nội tạng. Và stress có thể gây ra những căn bệnh như về tâm thần kinh thì nó sẽ gây mất ngủ, buồn phiền và gây cáu gắt, hồi hộp lo âu, giảm sút trí nhớ và nặng nhất là trầm cảm, phần tiếp trầm cảm level cao có thể dẫn đến tự sát. Rồi còn về mặt sinh lý ở thần kinh thì có thể gây nhức đầu thường xuyên, hoa mắt. Về bệnh tim mạch thì stress sẽ làm tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, loạn nhịp tim, hồi hộp, tính trong cực. Vì bệnh tiêu hóa do stress nó làm tiết ra rất nhiều axit, vì vậy có thể làm viêm lết dạ dày, tá tràng, làm chảy máu tiêu hóa, thủng dạ dày, khô miệng, chán ăn, ăn không tiêu hoặc là hơi thở hôi. Ví dụ khi bạn tiếp xúc với những người mà stress bằng tính gần á, bạn cảm nhận hơi thở, bạn sẽ biết là cái cuộc sống của họ cũng đang rất là stress. Ha, thì đó cũng là cái yếu tố bạn có thể phát hiện. Về mặt tình dục thì giảm ham muốn, ABC có thể là gây đau.
Rồi ngoài ra stress có thể dẫn tới cái gì nữa? Về bệnh phụ khoa, stress có thể gây rối loạn kinh nguyệt và rối loạn nội tiết. Bệnh cơ khớp, stress khiến con cưng cơ, đau lưng, đau khớp, nói chung là đau các cái cơ thể, thành phần cơ thể. Cảm giác kiến bò, ngón tay. Và khi bạn stress thì mắt của bạn nó dọc liên tục á, nó dọc, dọc á, nó dọc nhiều lắm. Rồi chuột rút, run rẩy. Về toàn thân thì người stress họ sẽ suy sụp, mệt mỏi và dễ mắc các bệnh dương cho cái khả năng đề kháng của họ thấp. Và sau đây là một cái bài test gồm có 12 tiêu chí để coi em đang stress ở level nào. Các bạn lấy giấy viết ra hoặc là có thể tự đếm xem mình có tổng cộng bao nhiêu biểu hiện trong 12 biểu hiện sau đây. Rồi sau đó thì sẽ chứa kết quả nha. Câu hỏi như sau: trong ít nhất 2 tuần gần đây, tức là nửa tháng gần đây, em có những dấu hiệu nào? 1. Giấc ngủ bị xáo trộn, mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều. 2. Tâm trạng thường xuyên mệt mỏi, nặng nề, cảm giác trống rỗng, không muốn làm gì hết. 3. Thường xuyên cảm thấy lo lắng, buồn phiền, chán nản về tương lai, chán đời. 4. Là giảm hẳn, không còn quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh. Giống như bạn của mình hồi xưa mình chơi thân đó, giờ không muốn gặp nó luôn, không muốn gặp ai. 5. Rất khó tập trung suy nghĩ và rất hay quên. 6. Là mất hứng thú với những thứ vốn gây hứng thú cho bạn hơn trước đây. Tuy nhiên trước đây em rất là hứng thú đi chơi, bây giờ không muốn đi chơi. Trước đây rất hứng thú với trà sữa, bây giờ cũng chả muốn uống trà sữa. Trước đây rất là hứng thú với chuyện vẽ vời, bây giờ không muốn vẽ vời. 7. Là chán ăn, không muốn ăn, ăn không ngon, hoặc ngược lại ăn rất nhiều. 8. Thường xuyên nhức đầu, tim hồi hộp hoặc là đổ mồ hôi trộm, tức là không có căng thẳng gì, không có đi ra nắng á, nhưng mà nó vẫn có đổ mồ hôi cho mình hồi hộp căng thẳng, hoặc là đau hay ẩm mình. 9. Là rất dễ cáu gắt, rất dễ bực bội, ai đụng vô là mình hay la, ai đụng vô mình hay gắt, ai đụng vô mình hay chửi lắm và cảm thấy bị khó chịu về mọi thứ xung quanh. 10. Cho rằng mình là một người thất bại, vô dụng và thất vọng về bản thân. 11. Dằn vặt, cảm thấy mình xấu xa, cảm thấy mình tội lỗi và xứng đáng bị trừng phạt. Và 12. Là cho rằng cái chết sẽ giúp mình giải thoát, nghĩ đến chuyện tự tử. Vậy tổng kết lại em có bao nhiêu biểu hiện và kết quả như sau: ai có từ 0 đến 2 biểu hiện thì là bình thường, ai có từ 3 đến 5 biểu hiện là đang stress, ai có từ 6 đến 7 biểu hiện là stress mức độ cao là có nguy cơ trầm cảm nhẹ, ai từ 8 đến 9 biểu hiện là stress rất cao và tương ứng với nguy cơ trầm cảm trung bình, và ai có đến 10 đến 12 biểu hiện là nguy cơ trầm cảm nhẹ. Thầy xin hỏi ai từ 3 đến 5 biểu hiện, xin mời giơ tay lên. Cảm ơn các bạn không nhiều. Ai từ 6 đến 7 biểu hiện, xin mời giơ tay lên. Wow, cảm ơn các bạn cũng tương đương. Ai từ 8 đến 9 biểu hiện, xin mời giơ tay lên. Có luôn hả? Cảm ơn các bạn. Và ai từ 10 đến 12 biểu hiện, xin mời giơ tay lên. Mấy đứa quay sang nhìn thì nhanh, nhìn đứa nào giơ tay đấy, nhớ. Kiếm mấy đứa đó giải tỏa tâm lý cho nó, tội nghiệp nó. Đặc biệt ai có suy nghĩ về chuyện số 12 đâu, xin mời giơ tay lên. Thường mấy đứa có suy nghĩ này nó không dám giơ tay. Có một bạn xuống phòng vấn, em có thể sẵn sàng trả lời phỏng vấn được không? À, cái này nó hơi nghiêm trọng. Chuyện này em xảy ra gần đây nhưng mà đã lâu rồi. Cô gái. Dạ, chuyện này em mới xảy ra gần đây. Vì sao em lại nghĩ rằng cái chết có thể giúp mình giải thoát? Là vì do gia đình, em cũng có gia đình chết. À. Rồi cái điều đó thì là rồi mất cái chuyện như là em còn đi làm như là rất là nhiều cái lo. Hiện tại thì gia đình còn ép không? À, dạ hiện tại là em do vậy nên là em thực sự thì một trong những người có thể gây stress với chúng ta nhiều nhất là cha mẹ, là gia đình, đúng không? Cho nên là có thể sự mối quen mà cũng may mắn là đã quy nhũng được, mà còn thực sự còn nhiều người không quy nhũng được á, họ có thể suy nghĩ đến những cái cách giải quyết cái vấn đề trong số 12.
thôi thì cũng chút mà nghe là đã cũng được. Còn trường hợp nếu ba mẹ họ ghét thì có vài cách, ví dụ như em mua chơi video tôm sau khi bữa nay còn khóc nè, khóc không có nước mắt thì lấy những video tôm nhỏ vô, thì khi khóc mẹ sẽ hỏi chị gì con tên là chị Ni Yến nè, Ni bây giờ dù gì vậy Ni sao khóc vậy Ni, thì lúc đó em đang ngồi khóc luôn rất lúc này thì em không khóc đó thì em cứ mà em khóc tiếp ha. Rồi mẹ sẽ coi bây giờ dù gì vậy Ni, thì lúc đó em mới nói ra cái tâm sự của em. Như vậy cái nước mắt sẽ đánh động cái tâm lý người khác và có thể làm ba mẹ không biết người hỏi ha. Ngoài ra thậm chí có nhiều bạn có thể bị dùng em tính thức quá bức thức, thì thế những bạn đó có thể được nhờ thêm các động lực khác, ví dụ như anh chị em hoặc là cô chú là ủng hộ hoặc bà hoặc là thầy cô những người ủng hộ thì có thể là chia sẻ thêm ba mẹ. Thậm chí các bạn còn dọa đi tưởng tượng thì mình sẽ cách đó cũng không phải hay lắm, cũng không nên dùng nên đó chỉ là cái hạ sách cuối cùng thôi. Em chia sẻ đi. Còn nhiều cái đẹp lắm, nhiều cái tốt lắm các bạn. Ok, mọi người cảm ơn cho Nghi nha. Cái hạt đó mình thích nhưng mà cũng là một điều trai đẹp lắm. Tại sao mình lại phải chích sớm vậy phải không? Nó vui thôi. Sau đây tặng cho Nghi mình quà nha. Thầy nghĩ rằng cái phần quà này sẽ phù hợp với em nhất, vì trong đây có những cái cách để hướng dẫn cho mình hạnh phúc. Vì thế cho nên là thầy nghĩ nó sẽ phù hợp với em. Chúc mình hạnh phúc và công khỏe hay cho các bạn. Xin chào tạm biệt nha. Và sau này mấy đứa lớn lên đừng bao giờ ép con mình đi lấy chồng hay lấy vợ, vì khi đi lấy chồng lấy vợ là con mình sống với lại cái người đó, cho nên con mình nên là người lựa chọn, đừng áp lực với nó. Đặc biệt nữa là cũng đừng ép con mình đẻ con đẻ cháu, bởi vì đẻ ra ai nuôi? Đẻ ra con mình nó nuôi chứ mình không có nuôi đâu. Đẻ ra cái đẻ ra được có đứa cháu đúng không, cái mình chơi nó vui vui, cái nó đi ấu ỉa đó, vâng thì mẹ nó lo, ba nó lo, mình không có lo. Cho nên là đừng bao giờ ép con cháu của mình bằng việc hay việc. Một là không ép chuyện chọn nghề, hai là không ép chuyện lấy vợ lấy chồng, và nếu có nãy thì không ép cái chuyện mà sinh con sinh cháu, là ba thứ đó mới để cho người ta tự hành tập quyết định ha. Rồi còn nhiều khi các bạn thấy đi hàng xóm cái gì hỏi lúc này có vợ chứ con, có chồng chứ con á, mình nghe máu mình cũng lên tới não rồi cũng hồn gì đó, tức là chỉ mới hỏi vậy thôi. Thì đây là các cái mức độ của nguy cơ trầm cảm nha. Thì làm sao chúng ta giải tỏa đây? Thì ngoài năm cái điều, bốn cái điều như mà thầy đã chia sẻ hồi trước, thì bây giờ thầy chia sẻ thêm 10 cái cách để các bạn có thể giải tỏa nhất thời. Khi bạn stress thì bạn có thể dùng liệu pháp số 1 là hình dung ra cái hậu quả xấu nhất có thể có, và cái hậu quả đó bạn thấy nếu mình vẫn còn sống thì là được, thì là không nghiêm trọng. Ví dụ hồi cái thầy hồi thời mà thầy khởi nghiệp á, thì trong suốt 3-4 năm đó nó chưa có thu nhập, bởi vì thầy sản xuất thôi, không có thu nhập. Mỗi tháng thì chia ra mấy trăm triệu, mỗi tháng chia ra mấy trăm triệu mà đi cài gần chết luôn. Và lúc đó thì thầy nghĩ nếu lỡ mình mà kinh doanh thất bại thì sao? Hậu quả xấu nhất là gì? Là phá sản thôi. Hậu quả xấu nhất của thầy sẽ ra cái việc thầy kinh doanh không thành công chứ là phá sản thôi. Nhưng phá sản thì vẫn còn cơm ăn, thì mình vẫn còn nghề nghiệp. Vì thế cho nên là mình đâu có chết, ok, không chết là sao? Hoặc ví dụ như mình biết người đó cãi nhau hoặc nặng dữ lắm, bất quá thì sao? Chia tay thôi, thì đó chính là hậu quả xấu nhất. Hoặc ví dụ như bất quá thì nghe chửi thôi, hậu quả xấu nhất. Thì bằng hình dung cái hậu quả xấu nhất đó, bằng thấy mình vẫn còn sống là được, hoặc còn cơm ăn là được. Đây là điều kiện tối giản để có thể tồn tại, đó chính là một chén cơm. Nếu như một ngày bạn có chén cơm để ăn là bạn tồn tại được rồi. Nếu như có thêm cái khác thì tốt, có là thôi, mình vẫn sống được. Thậm chí cái này nó còn dư, nó biết dư cái gì không? Dư cái chén. Điều kiện tối giản để sống là cơm như đó thôi, không cầm cái chén mình vẫn sống được. Nên nếu như mấy đứa có thêm tiền, mấy đứa có thêm đồ ăn, mấy đứa có thêm xe, mấy đứa có thêm vợ, thêm chồng, mấy đứa có thêm con, mấy đứa có thêm nhà thì tốt. Không có chén cơm là được sống. Nên đó là điều kiện tối giản nha. Mà mấy đứa hình dung là ngày xưa người ta cũng đâu có chén cơm nên ăn, ta đi thấy được. Thậm chí là ngồi xuống, cái gì mà gây cho mình stress thì mình ghi những cái lối ra, tức mình ghi giải pháp ra, mình thấy có giải pháp rồi mình sẽ cảm thấy yên tâm. Ví dụ cuối tháng này còn 3 ngày nữa đóng tiền nhà mà mình chưa có tiền để đóng, bà chủ nhà bà dữ lắm,
cho nên mình mới xì chết, mình căng thẳng, mình mới lo hoài. Ngồi lo hoài đâu là giải quyết được gì. Mình hãy ngồi xuống lấy đèn giấy, ghi ra chiếc ba giải pháp. Ví dụ mượn của bạn bè mỗi đứa năm chục, mượn được 5 đứa đủ tiền nhà như vậy. Thứ hai là mình gọi điện thoại xin ba mẹ ứng trước lương. Rồi thứ ba là mình đi bán cái cọc cái gì đó, cọc giấy chứng minh nhân dân được 200 mấy đó, rồi cọc trên cái xe hàng được như đó. Rồi giải pháp thứ tư, giải pháp thứ năm, vân vân. Vì vậy khi ghi ra giải pháp là thấy có đường để xong, có đường để đọc, thì lúc đó anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Điều pháp thứ ba, khi stress em hãy giao tiếp với những điểm tựa tinh thần của em. Ví dụ như là với gấu nếu em có, còn nếu không em giao tiếp với ba mẹ. Mỗi lần stress là mình có thể gọi điện thoại với ba mẹ, vì đó là nơi duy nhất gian rộng vòng tay đón mình về dù xã hội đã chối bỏ. Nên dù xã hội để nó dập mình, dập mặt, nó quấn mình sờ mờ lờ luôn, nhưng chắc chắn sẽ có một chỗ luôn mở cửa đón mình về là ba mẹ. Nên nói chuyện với ba mẹ xin tâm ơn, hoặc là tâm sự với bạn bè, tìm đến chuyên gia. Facebook của thầy thì nhiều khi cũng nhắn gửi đến lúc 2 giờ sáng. Liệu pháp số 4 là nếu em muốn thoải mái thì giao tiếp với vật nuôi và trẻ con. Vì sao? Vì mấy cái con vật nuôi nó vô ưu, nó không có lo. Em thấy con chó nó dễ vui lắm, em ngót ngót vậy là nó vui rồi, nhưng con người em ngót thì nó không có vui. Con chó nó dễ vui lắm vì vật nuôi nó truyền cái năng lượng vô ưu của nó cho em. Thầy thì rất là thích ngắm cá. Cái nhà thầy thì em thầy cũng có nuôi mấy con cá. Hồi trước thì thầy cũng có nuôi con cá, thì nhớ thầy sinh viên thầy nuôi con cá. Rồi sau này thì mỗi lần stress công việc thầy cũng ra thì ngắm mấy con cá. Thầy ngắm cá thầy được giải tỏa tâm lý vì sao? Vì thầy thấy bà cá bà bơi. Bà bơi thẳng, xong cái bà dừng. Bà dừng cái bà quẹo trái, xong cái bà dừng. Xong cái bà quẹo phải thì bà bơi thẳng cái bà dừng. Bà dừng xong cái bà quẹo trái rồi bà đi thẳng cái bà dừng. Con cá bà muốn dừng là bà dừng. Còn mình á, mình phải bơi hết mình ra luôn. Vậy lúc đó mình đã thua một con cá. Cá nó muốn dừng là nó dừng, còn mình là phải bơi quá mệt đi. Và lúc đó thầy nhắc nhở mình thôi dừng lại nha, cho phép mình giống như con cá vậy, dừng lại đi. Cho nên là mình giao tiếp với vật nuôi, mình chơi với chó nó cũng vui, chơi với mèo cũng vui. Mỗi lần mình về mình mở cửa ra cái chó nhào nó quẩy đuôi nó đón mình á, mình thấy rất là vui nha. Còn có gấu thì gấu đón, và không có gấu thì tôi chó. Hoặc là mình giao tiếp với trẻ con, vì trẻ con nó cũng vô ưu nữa, ánh mắt nó vô ưu lắm, em nhìn nó truyền qua em. Biện pháp số 5, muốn thoải mái thì có thể là xen kẽ với học tập, với lại việc mình nghe nhạc, coi phim, du lịch hoặc là tập thể dục. Tập thể dục thì làm hưng phấn thần kinh nè, đặc biệt là đi ngắm ánh sáng trắng, ánh sáng nắng á, hoặc là đi ngắm màu xanh lá cây. Rồi nếu không thì có thể dùng mấy cái này. Thầy thích nhất là coi phim, thì coi phim thì giải tỏa stress là được nhiều nhất. Biện pháp số 6, với những việc nó đã xảy ra trong quá khứ thì em phải xem cái việc đó như hòn đá giữa đường thôi. Ví dụ như em biết đúng mình tông đi bạn trai bất tính gì đó, vâng, đó là hòn đá giữa đường thôi. Em bóc cục đá đó mình té dập mặt xong mình đau thì đứng dậy rồi đi tiếp, chứ đừng có té rồi nằm luôn ha, vì đường đời vẫn còn dài. Liệu pháp số 7, chấp nhận những điều đã xảy ra mà không thay đổi được. Ví dụ như có nhiều người sáng sớm thức dậy thấy hai cái nếp nhăn trên trán chẳng hạn, thấy táo quả, nhưng thực tế đến tuổi đó là phải già thôi. Hoặc ví dụ như bệnh, hoặc là tiệm kém, hoặc cái gì đó nó xảy ra trong quá khứ rồi mà không thay đổi được, thì mình cứ tập trung trong tương lai thì nó hay hơn. Còn cái gì mà trong tương lai mà em không còn kiểm soát được, em không lo được, thì em hãy tự nhủ theo phương pháp tùy duyên. Nghĩa là gì? Để cho nó xảy ra tới đâu. À, cái gì mà em không còn kiểm soát được thì để tùy duyên sống thôi mà. Liệu pháp giải tỏa thứ 9 là em hãy nhờ giúp đỡ, hoặc là em đàm phán với cái người mà gây áp lực cho em, tức là em đi làm thêm á, sếp giao chỉ tiêu quá cao đàm phán lại, hoặc là sếp ca nó quá gắt thì đàm phán lại, hoặc em nhờ giúp đỡ. Và liệu pháp số 10 là mình sắn tay áo để giải quyết cái vấn đề gây stress. Thì đây là liệu pháp căn bản nhất. Cái gì gây stress cho mình thì mình sẽ phải cải tạo cái đó. Ví dụ tâm sự với bạn là thầy đang stress vì cái loa phát thanh của xã sáng 5 giờ sáng. Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đèn 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 5 giờ sáng cái loa nó chỉ ở trong nhà thầy. Trời ơi má ơi, không ngủ nghe gì được. Trong khi cái giấc của thầy là 5 giờ đang ngủ giấc ngon, và nó chỉ vô suốt cả tuần và thầy stress. Vậy thầy phải làm gì? Giải quyết nó thôi. Chứ mấy cái trên thì chưa được, thầy phải sắn tay áo giải quyết vấn đề.
Và lúc đó thầy đã lên trên ủy ban nhân dân xã, thầy gặp chị chủ tịch ủy ban, thầy đề xuất hoặc là chuyển qua buổi chiều để phát, đừng có phát buổi sớm, hoặc thứ hai là nhờ cái trụ thì đi chỗ khác. Thì như vậy thì sau khi mà đàm phán với chị chủ tịch xã xong thì chị quyết định là chị sẽ nhờ cái trụ nó đi chỗ khác. Tuy nhiên chị phải điều tra và phải nghiên cứu xem, khảo sát xem nên đặt cái trụ loa chỗ nào, bởi vì nếu dời chỗ khác thì cái cụm gia đình ở đó lại đi kiện tiếp, thì như vậy nó sẽ phải dời liên tục. Nên chỉ cho kêu thầy là có thời gian cho chị nghiên cứu khảo sát coi đặt ở đâu là hợp lý, thì hiện tại là chị sẽ khắc phục bằng cách là cho cái loa nó hướng qua chỗ khác, đừng có hướng vô nhà này nữa. Thì sau đó thì cái loa nó hướng qua chỗ khác, thì sáng ngày hôm nay thì dù hướng sang chỗ khác rồi, nhưng mà khi kêu đây là đài tiếng nói Việt Nam, đang thầy bằng quyền tỉnh giấc, tức là dù nó nhỏ hơn nhưng thầy bằng quyền mất ngủ. Nên các bạn thấy mắt thầy không quần, mà thấy không? Thấy mắt không quần không? Thâm đen luôn nè, áo cũng đen luôn nè. Đó. Và thật sự ngày hôm nay thì năng lượng của thầy chỉ khoảng 80%, đó là cho thầy bị thiếu ngủ ha. Vì vậy cho nên là thì hiện tại là như vậy thôi, nhưng thầy đợi 2-3 ngày sau chỉ khảo sát việc mới là chỉ bước được trụ đi. Thì như vậy là gia đình của thầy sẽ được giải phóng, đến cái cụm nhà thầy sẽ được giải phóng. Thì như vậy, nếu như cái gì gây stress thì em hãy giải quyết cái đó. Chẳng hạn như em ở chung cái lớp xá, chung nhà trọ, có bao giờ cái đứa ở chung phòng mà tối 10 giờ 11 giờ nó còn mở đèn không? Thì cũng được. Có khi nào là ví dụ như buổi tối nó còn giỡn không? Thỉnh thoảng nó còn nhậu nhẹt không? Hoặc bao lâu nó giận gấu về phòng đuổi mình ra ngoài không? Có khi nào sáng sớm 5 giờ mình chưa ngủ dậy mà nó ngồi dậy nó bật đèn chưa? Có bao giờ sáng sớm mình chưa có dậy mà nó vô nó làm rầm gì trong cái toilet mình ngủ không có được? Có khi nào xà bông của em xài mà nó lấy nó xài không? Có bao giờ tiền em để đó mà quay ngôi lại tự nhiên mất tiêu không? Có giờ đồ ăn em nấu nóng mệt mình chết quay đâu lại nó bóc cái lụm giống như đồ của thiên hạ vậy không? Vậy lúc đó mình mệt thì mình phải làm sao? Phải giải quyết. Thí dụ như họp phòng lại nghe mấy đứa đó, họp phòng đề ra nội quy. Mấy đứa ơi, bây giờ mình sống chung thì bố có pháp gia có giao quy thì bây giờ nói chung mình sống chung thì đề ra nội quy. Mấy đứa coi là bây giờ tối mấy giờ mình ngủ thì thống nhất với nhau, ví dụ như 10 giờ ngủ là 10 giờ sẽ tắt đèn, đứa nào muốn thức thì tự mở đèn cá nhân riêng. Sáng trước 6 giờ là không được làm mồm, hoặc là không nhận bạn về nhà ngủ qua đêm vân vân. Mình sẽ đưa ra nội quy sống chung thì lúc đó nó không có xảy ra cái sức thích nữa. Nên tóm lại, cái gì gây stress cho em thì em sẵn táo giải quyết cái đó ha. Còn những cái gây stress nó thiên về gia đình, thiên về cuộc đời em không giải quyết được thì em nên chọn cái liệu pháp là số 7, là chấp nhận những thứ không thay đổi được. Ví dụ ba mẹ cãi nhau, không biết là các bạn nào stress về chuyện đó không, hoặc là ba mẹ ly dị, ba mẹ ly hôn, thì khi mà ba mẹ ly hôn mình stress mình có giải quyết được gì đâu. Nên mình hãy chấp nhận những gì không thay đổi được. Nếu mình hàn gắn được thì tốt, còn không hàn gắn được thì mình thương và mình an ủi ba mẹ thôi. Và đối với các em, khi mà ba mẹ cãi nhau, cái người đau đớn nhất, cái người khổ nhất là ai? Con chỉ khổ thứ ba. Khi ba mẹ cãi nhau, thậm chí họ nắm đầu nhau, thậm chí dùng những lời lẽ rất sắc nhọn cho nhau, thậm chí họ ly hôn, thì người đau nhất chính là họ, là người trong cuộc, là ba với mẹ. Còn mình là con chỉ khổ thứ ba thôi. Nên lúc đó thay vì giận ba hoặc mẹ thì chỉ là một bờ vai tương tự cho họ, an ủi ba, an ủi mẹ. Ba ngồi cho ba buồn, mình lại ngồi kế bên sót cho ba ly nước. Hoặc mình ngồi mình khóc, mình lại mình vỗ vai con cái, ngồi mình kế bên không cần làm gì cũng được, họ đỡ đau hơn nhiều và mình cũng cảm thấy chia sẻ hơn nhiều hơn ha. Rồi đó là năm cách để giải quyết nha, 10 cách để chúng ta giải tỏa stress. Và cuối cùng phần thứ ba là thầy sẽ chia sẻ với bạn một số kỹ năng để giải quyết những cái vấn đề gây stress thường gặp. Ví dụ như về chuyện học mệt, thầy kể bạn nghe câu chuyện nha. Nãy mình có 11 cái vấn đề gây stress cho sinh viên á, thì thầy giải quyết một số cái vấn đề như một cái nhất. Thì có câu chuyện như sau: một ông chủ mới đưa ra đề bài cho hai chàng giúp việc trong nhà mình là ta muốn tuyển ra giúp việc bằng cách là hai anh sáng ngày mai hãy đến cửa nhà ta sẽ trao cho mỗi anh một anh cây liều như nhau. Anh nào chạy trong cánh rừng mà ta trồng chặt được nhiều cây hơn từ 6 sáng đến 6 tối, ta sẽ tốt nhất từ đó lên làm quản gia để làm việc hiệu quả, và anh ấy sẽ được tăng lương gấp đôi. Đây là 1.000 vàng của hai anh. Thế cho nên đúng 6 giờ sáng hai anh đã có mặt ngay trước cửa nhà họ, và mỗi người nhận một cây liều như nhau để chạy vào trong cánh rừng và chặt cây để coi ai chặt nhiều hơn sẽ được tăng lên lương gấp đôi và làm quản gia.
Và anh đầu biết trong cái điều trẻ bao lương, bắt đầu chặt bớt 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 100 nhát là đổ một cái cây, 100 nhát là đổ một cái cây. Chỉ có điều quay trở lại không thấy anh thứ hai kia đâu. Anh ấy chặt khoảng chừng 5 phút sau quay trở lại cũng không thấy anh thứ hai kia đâu. Chặt 10 phút sau quay trở lại cũng không thấy anh thứ hai kia đâu. Chặt 15 phút sau quay trở lại mới thấy anh thứ hai lần cần cầm cái rìu đi ra. Anh bước đi xuống cây và anh thứ hai dương rìu lên chặt 1, 2, 3, bớt. Có 30 nhát vào đầu của một cây cây, có 30 nhát vào đầu một cây cây. Anh Dương đồng niên thấy vậy sợ quá, chặt mạnh hơn, chặt nhanh lên, chặt phồng rộng cái bàn tay, chặt suy buổi trưa không dám cơ nghĩ, chặt đến chiều bầm máu cái bàn tay. 6 giờ chuẩn bị ra đêm, anh đồng niên chặt hơn 100 cây, bàn tay bầm máu. Nhưng anh thứ hai chặt được hơn 300 cây, bàn tay vẫn còn nguyên. Vậy tại sao anh thứ hai lại thắng? Vì 15 phút đầu là đi đâu? À, đi bài rượu. Và điều này có nghĩa là gì? Khi em gặp khó khăn trong cái việc gì đó, nó làm cho em bật máu, làm cho em stress, làm cho em không ngủ nghe gì được. Nghĩa là cái điều, tức là cái kỹ năng giải quyết vấn đề của em ở cái việc đó nó bị lùm rồi. Em phải mài rượu lại để giải quyết. Mỗi vấn đề gây stress nó đều có nguyên nhân. Vì vậy cho nên mỗi lần mà cái gì mà em không giải quyết được, nó làm em căng thẳng, thì em hãy đi học, hãy đi mài rượu để chúng ta giải quyết nó. Ngày xưa thầy đi học cũng mệt, thầy cũng stress, nhưng sau đó thầy bắt đầu giải quyết cục stress thì đi học mệt của mình bằng cách tìm đến những khóa học, học khôn ngoan thì không gian nan, tìm đến những phương pháp ghi nhớ siêu tốc, tìm đến những khóa phương pháp học đại học một cách thông minh. Và thầy cũng stress giống như các em hồi năm nhất tự học, nhưng thầy đã dành ra khoảng 1 tháng để luyện phương pháp học cộng với phương pháp nhớ, nên thầy chấp luôn tất cả các bài của thầy, dù thầy học tâm lý là học về lý thuyết, nhớ rất nhiều. Cho nên là hồi đó nhờ cải tiến phương pháp học, cho nên thầy thi đầu vào thì không có cao. Hồi đó thầy thi đại học có 18 điểm nào. Và sau đó thầy tốt nghiệp thủ khoa là nhờ thầy cải tiến phương pháp học. Nên nếu mấy đứa học mệt thì mấy đứa phải đi mài cái rìu của mình là gì? Mà phương pháp học đại học. Để có phương pháp học đại học đúng, thầy sẽ chia sẻ về nó khoảng 5 tiếng đồng hồ mới hết. Nên thầy kêu mấy đứa đi học thôi. Hoặc là đi mài về kỹ năng ghi nhớ thông minh. Để mấy đứa có được cái kỹ năng ghi nhớ như mới nãy, thầy còn phải training mấy đứa bằng 2 tiếng. À, tuy nhiên mấy đứa vẫn bằng là có thể tìm kiếm sách, các khóa học trực tuyến online trên các nền tảng trực tuyến để tự học. Cho nên nhớ cái gì gây stress thì chúng ta phải đi mài cây rìu tương ứng để chặt nó đi. Đây chính là hai cái điểm dành cho việc học mệt nha. Okay. Cho nên từ đó sao thực sự thầy đi quay chương trình ánh sáng với đứa mở kênh chính lên, mấy đứa coi chương trình ánh ngàn phút. Thầy làm chương trình đó là cũng được khoảng 3 năm rồi. Một ngày thì đi quay là quay khoảng chừng 15 đến 20 số, tức 20 chủ đề này á. Thì người ta quay một lần người ta phát 20 ngày. Chứ không phải là mình thấy trên TV mỗi ngày mình đi quay đâu, quay một lần thì dễ dàng phát nhiều quá. Thì một chủ đề như vậy nó có 4 câu hỏi. Và 4 câu hỏi sẽ có 1 tá câu trả lời phía dưới. Và các bạn tưởng tượng 20 chủ đề nhân cho 4 câu hỏi là thầy phải nhớ đến 80 câu hỏi. Và 80 câu hỏi thầy còn nhớ, phải nhớ câu trả lời nữa. Vì thế cho nên là tại sao thầy lại nhớ được? Vì thầy học về phương pháp ghi nhớ mọi thời đại học. Nên nên mấy đứa có muốn thích ghi nhớ, muốn nhớ cái gì là nhớ cái đó không? À, thì nếu như vậy thì mấy đứa học về cái ghi nhớ, đặc biệt là trong việc thi cử thì mấy đứa sẽ thoải mái hơn nhiều. Đó là cái stress thứ nhất. Cái stress thứ hai 100% chúng ta giương tay cái nãy nè. Stress thì thiếu tiền. Thế vậy giờ thiếu tiền giờ làm sao giờ? Giờ sao giờ đây là một cái nan giải này. Đối với em đây là ai? Xin mời các ta. Đối với em đây là ai? Một nhân vật các em có thể nhìn ra không? À xin mời các ta đứng kia, xin mời bạn cho video cho bạn đứng kia. Đây là ai? Dạ là thầy ạ. Ê, có cái giống không? Giống không? Giống không? Giống không? Dạ giống. Giống hả? Chắc không? Dạ chắc. Sure không? Sure. Và đáp án chính xác đây chính là thầy. Đúng rồi, không có đáp tên cho bạn. Bạn em phần quà nha. Em lấy cái nào? Giờ thầy cũng còn hai phần. Phần màu xanh lá cây và phần màu xanh đỏ. Em lấy cái nào? Em lấy cái nào? Dạ thôi em lấy màu xanh lá. Ok, lấy xanh lá cây ha, rồi cảm ơn em. Làm gì ơi, làm gì thất vọng, tao cũng lấy gì kệ em chứ. Đó. Rồi. Và các bạn thấy, thầy hồi sinh viên, đây là thầy hồi năm thứ 2 sinh viên đại học nè.
so với thầy bây giờ có gì khác khác không? Khá, có cái thầy cũng nhìn không ra, vì hồi xưa thời sinh viên thầy còn thành sinh viên lớn đói, cho nên thầy muốn chứng minh điều gì ở đây? Muốn chứng minh rằng cái chuyện nghèo đói đó là tình hình chung của sinh viên tất cả các thời đại, từ thời xa xưa cho đến thời của thầy cho đến thời bây giờ, thì cái việc mà sinh viên thiếu tiền và thời là một cái tình hình chung của tất cả các thời đại. Nên vấn đề đó không phải là vấn đề của sinh viên mà là vấn đề của toàn cầu. Vì thế cho nên thứ nhất mình hãy nhìn sang cái bên cạnh mình cũng có hạnh phúc, vì sao? Vì nó cũng thiếu tiền trong mình ha. Nhưng chưa chắc cái đứa nó xài iPhone là nó không thiếu tiền đâu. Mấy cái đứa nó xài đồ sang nó thiếu tiền lớn không đó. Còn mấy đứa xài mà được cuộn bọc nhỏ nhỏ như mình thì mình chỉ thiếu ít thôi. Nên đôi khi là chưa chắc là mình thiếu gì bằng đó. Và đây cũng là hình thầy, các bạn biết thầy là đứa nào không? Cố gắng chạy chút chỉnh chu lắm nhưng mà cũng được vậy thôi. Thằng nào vậy? Rồi những cái mặt như con khỉ vậy đó các bạn. Giống như một thác ra con mình chuối. Rồi thầy là cái hình ở giữa đó. Vì thật sự thì gia đình của thầy cũng rất là khó khăn. Ngày xưa thì thầy đi học đại học thì có được thầy được khoảng 500 ngàn một tháng. Mà các bạn biết là đóng tiền nhà là 200, thì còn 300 thôi, mỗi ngày thì có 10 ngàn. Nhưng mà hồi đó chỉ cơm là 9 ngàn, rồi mỗi ngày thì thầy chỉ có 10 ngàn để ăn. Vì thế cho nên là thầy sẽ có một số cách lát thầy chỉ với bạn để mình có thêm tiền để mình có thể sống ha. Vì nhà gia cảnh ai cũng sẽ rất là khó khăn, ba mẹ nhà làm lụng vất vả lắm thì mới chu cấp được cho mình như vậy. Cho nên ngày hôm nay thì có mẹ thầy tham dự nè, thì mỗi lần nhắc đến mẹ thì cũng rất là tự hào. Vì các bạn biết không, thời thầy đi học đại học, mẹ thầy phải đi giúp việc cho người khác hay còn là đi ở đợ á để có tiền gửi cho thầy mỗi tháng. Bởi vậy cho nên là 500 ngàn cũng là rất rất quý giá rồi. Vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta có một thời sinh viên khó khăn, ba mẹ nhà nó thì cực khổ với tình hình chung, và hết cơn bị cực thì sẽ tới mọi tháng lại nha. Và các bạn giai đoạn sinh viên là giai đoạn bị cực, cộng với 3 năm mới ra trường nó sẽ bị cực. Vì sao? Vì mới vừa ra trường các bạn phải thích nghi với công việc, phải lặn lội đi kiếm việc, sẽ rất là khổ ở 3 năm đầu, ở 3 năm dòng bão. Nên các bạn sẽ còn khổ đến hết 3 năm đại học, rồi lúc đó mới có thể ổn định á, thì lúc đó mới tới còn khai lại. Vậy bây giờ không có tiền thì có 5 hướng giải pháp sau đây. Thứ nhất là tiết kiệm. Ví dụ nếu em ăn sáng một tô phở 15 ngàn thì thay vì ăn tô phở 15 ngàn em có thể ăn là một gói xôi 5 ngàn, hoặc là có thể ăn một bộ bánh mì lạc có 2 ngàn cộng với lại cái hộp sữa mà sữa đặc đó có 2 ngàn là 4 ngàn thôi. Buổi sáng là bánh mì lạc ăn với lại sữa. Em thấy ăn gì cũng ngon chứ bộ. Có 4 ngàn trong khi em ăn một cái tô phở có tới 15 ngàn mà đâu có gì hết chục lần. Đó chính là cách tiết kiệm. Hoặc bạn nào mà tiết kiệm hàng sang, ví dụ như em muốn mua vừa iPad, vừa điện thoại mà vừa máy tính bảng và vừa cả cái laptop thì em có thể mua đồ tích hợp. Ví dụ em mua cái iPad thì tốn khoảng chừng 10 mấy triệu, em mua cái laptop 10 mấy triệu và em mua cái điện thoại hay gì đó, máy tính bảng gì đó thì em có thể tốn thêm một cục nữa, thì em có thể tích hợp lại với những cái món trong cái Zenpad á, nó vừa là điện thoại nhưng nó vừa là máy tính bảng. Hoặc có những cái Zenpad mà bự bự thì nó vừa là máy tính bảng nhưng nó vừa là cái laptop. Em có thể cắm cái bằng tiếp vô, em có thể biến thành cái laptop. Thì như vậy thay vì mua hai món, nhận mua món thôi, sử dụng hai chức năng. Thì như vậy đó là sẽ tiết kiệm được cả chục triệu khi mua những món đồ công nghệ. Hoặc ví dụ như là thay vì đi ăn cơm tiệm thì em có thể là nấu cơm nhà. Và ví dụ như em thực tế mua 2 miếng đậu phụ về chiên chẳng hạn, mà mua trái bầu về luộc kem chấm với lại trứng chanh nước mắm, không có nhiều tiền hết nhưng mà ăn nó lại ngon và sạch. Cách thứ hai là đi làm thêm, cách này là sinh viên chắc cũng biết nhiều rồi, làm gia sư rồi làm phục vụ bàn gì đó. Còn cách thứ ba là chúng ta nếu ai có căn quá thiếu tiền trong học phí thì có thể vay ngân hàng chính sách xã hội. Thì theo thầy biết là ngân hàng chính sách xã hội có cái chính sách để cho sinh viên vay học phí và sinh hoạt phí cho 4 năm đại học, rồi sau khi ra trường 1, 2, 3, 4 năm thì sau đó mới phải trả, và lãi suất rất thấp hoặc thậm chí là không lãi suất. Thì nếu em ngặt quá em có thể vay ngân hàng dành cho đối tượng sinh viên. Còn nếu có thể thì vay người thân, ví dụ như chị hai của em là không có thân với em Tâm, không có chu cấp cho em, thì có thể là đề nghị được chị hai, chú ba, cô tám gì đó để cho con, cho gia đình con vay đi học, rồi sau khi ra trường thì con sẽ trả lại, nhưng mà cũng tính theo lãi suất ngân hàng giống như cô chú gửi ngân hàng thôi, thì viết cam kết rõ ràng đàng hoàng. Và đây chính là cách của thầy hồi xưa, thầy có thêm tiền để thầy học và thầy mua một số thứ cho mình nè. Đó chính là gì? Là thầy đi thi nhiều cuộc thi mà mình có thể thi tốt để lấy giải.
Hồi đó thầy đi đại diện lớp của thầy đi thi nấu ăn, và thầy đã đưa lớp của thầy đạt được giải, đạt được cái hạng 27 trên tổng cộng 30 lớp tham gia. Nhưng mỗi lần thầy đi thi thuyết trình là thầy có giải thiện, bởi vì khả năng thuyết trình là một cái khả năng của thầy rất là thế mạnh. Đôi khi giải ba, đôi khi khuyến khích, đôi khi giải hai, đôi khi giải nhất. Hồi thời mẫu giáo thì nó đạt được giải ba cuộc thi chỉ chuyển mấy ngoan mắt hồ. Năm lớp 7 thì đạt được giải nhất cuộc thi điều khiển sinh vật nước cờ. Là hồi lớp 7 là thầy để điều khiển như sau. Các bạn chú ý, nghỉ. Nghỉ! Khi thầy hô chữ nghiêm cả trường như phăng phắc con rùi cũng không dám bay. Cô hiệu trưởng với cô Nguyễn Thị Hoa phái quá đau cho thầy giải nhất cuộc thi điều khiển sinh vật nước cờ. Nhưng cái đó không có tiền. Nhưng đến năm lớp 12, 11 thì đó thầy nhớ là thầy tham gia cuộc thi hùng biện. Nếu bạn làm chủ tịch tỉnh Bến Tre bạn sẽ làm gì hùng ngàn. Thì thầy viết bài và thao sẽ có một cái viết bài hùng biện. Và thì cái cuộc thi đó thầy đạt được giải ba và tiền thưởng của thầy lên đến 320.000 á. Và thầy lấy là đó là lần đầu tiên thầy thi có giải. Nhưng có chỉ là phổ thông thôi. Khi lên đại học thầy bắt đầu tham gia các cuộc thi thuyết trình. Thầy nhớ thầy đạt được giải nhất cuộc thi hùng biện sinh viên làm gì để ngăn chặn đại dịch S. Thầy đạt được giải 850.000 đồng. Và cái giải đó thầy sống được 2 tháng. Cho nên là thầy tham gia các cuộc thi thuyết trình đó, vừa trang kỹ năng cho mình và vừa kiếm tiền từ các giải. Nên em coi mặt cái gì đi thi cái đó ha. Rồi hoặc là ngày xưa thầy cũng làm lớp trưởng, và lớp trưởng còn phụ cấp 60.000 một tháng. 60.000 ăn được mấy ngày lắm đó nha. Giờ lớp trưởng có phụ cấp không? À cách giờ sẽ đi vào quá à. À, ví dụ như em học giỏi em lấy học bổng. Hồi đó thầy học cũng khá giỏi, thầy tham gia học tập đoàn, thầy học văn, thầy có học bổng. Với lại bạn nào mà quá khó khăn thì xin học bổng tài trợ từ các cái chương trình của những nhà từ thiện ha. Theo dõi thông tin của phòng công tác chính trị hoặc là theo dõi thông tin của đoàn hội thì chúng ta tìm học bổng. Rồi cấp thứ tư, 1, 2, 3, 4 cái thứ năm là mình có thể làm thêm một số việc kinh doanh. Ví dụ như bán hàng online. Hai cách cuối thì chỉ dành cho một số ít bạn, vì không phải ai cũng có năng khiếu đi thi, không phải ai cũng học giỏi để có học bổng, cũng như không phải ai cũng đủ cái độ khó khăn để lấy được cái tài trợ, hoặc cũng không phải ai cũng có khả năng bán hàng online. Tuy nhiên có rất nhiều bạn sinh viên sống sót cách đó, dù bên không đắt nhưng vẫn đủ sống. Ví dụ các bạn thấy cái áo này mặc nè, áo này các bạn biết mua ở đâu không? Thầy mua của bạn Tân, nickname là Viên Thư Lâm, nó là sinh viên ở trường đại học Dược Hồ Chí Minh ở quận 5 Hồ Chí Minh á. Thì nhà thầy ở số 86 Tảng Đà quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, và nhà Tảng Đà có căn hộ 106 tầng 10 của tòa Rạch Đấy. À cái lúc không biết địa chỉ đó hết. Chúc mừng buổi tập thể chơi. Thì như vậy, khi mà thầy ở nhà thì thằng Bin thầy lên trên mạng á, thầy lên trên Zalo thì thằng Bin nó add friend thầy và chiếc hình tìm quanh tay á, bởi vì nó bán quần áo online, cái nó add mấy cái đứa và cộng đồng xung quanh cái trường của nó, thì nó add friend thầy và thì có cái tường của nó bán đồ khá là đẹp, nó có mấy hoa văn thì nó là đẹp, thầy thích mấy cái hoa văn vậy, tuy hơi già nhưng cũng còn hơi tin, thì thầy thấy nó bán đồ đẹp cho nên hỏi giá thì nó bán rẻ. Một cái áo như thế này tương đương thì mua ở Zap Ba Hop từ Nguyễn Trãi giá có thể là 3 triệu. Nhưng thằng Bin nó chỉ bán có 700-800 thôi. Và lúc đó là thầy bắt đầu mua đồ thằng Bin. Và hầu hết các áo quần thầy mặc dây địch dài thầy mang, thậm chí cả quần chip vân vân là đều mua của thằng Bin Thư Lắm, là sinh viên trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, nó bán hàng online. Đôi khi một lần thì mua của nó cả 10 cái. Cho nên đó chính là một cái kênh để mà có thể bán hàng. Còn một bạn sinh viên là bạn Hằng á, sinh viên ở trường của thầy đó, học sinh viên năm thứ 2 thôi, nó bán bưởi online. Vì quê nó trồng bưởi ha. Rồi có đứa thì bán bưởi sấy, đứa thì bán mít sấy, đứa thì bán mấy món đặc sản, có đứa thì bán tôm khô vân vân, bán hàng online. Như vậy dù thể là không thu nhập nhiều nhưng cũng đủ để sống sót qua ngày. Thì đó chính là một cách để chúng ta suy nghĩ thêm. Và đặc biệt khi các bạn bán hàng nó sẽ giúp cho mình tăng kỹ năng nhiều lắm ha. Và có một cái cách để không tung tăng quá tráng khi mình có ít tiền thôi, thì thầy chia sẻ với bạn một cái kỹ năng quản lý chi tiêu. Mình có nhiều tiền mình phân vào các lọ. Lọ này có thể là mình hình dung ra hoặc có thể là cái lọ thiệt. Nếu mỗi tháng em có 2 triệu 2 thì ba mẹ cho, thì nó có những khoản sau đây. Ví dụ như đi chợ là em phân là 1 triệu 2, như vậy trong tháng đó chỉ ăn 1 triệu 2 thôi, không ăn quá.
tiền cố định như tiền nước, xăng, điện thoại em chỉ có 400 thì trong tháng chỉ xài 400 thôi. Tiền đi học thêm hoặc là tiền mua vở, mua dụng cụ tập thì 400 là xài được 400. Tiền đi chơi giải trí 200 là xài 200. Còn giải trí thì mình online, điện thoại thì đỡ đi chơi được cái tiền. Hoặc là ví dụ như mình có những cái mặt khác thì mình sẽ để những cái loại khác. Thì khi em phân về các loại em sẽ không có bị hố. Ví dụ như em phân tiền trợ mỗi tháng là 1.2 triệu, mà đến giữa tháng em ăn hết 800 rồi, nghĩa là ăn quá nhiều, vậy cuối tháng phải ăn rau củ quả bù lại. Còn ví dụ như em ăn đến còn là khoảng 20 ngày nhưng mà em ăn chỉ mới có 600 thôi, nghĩa là đầu tháng em tặng tiền quá, cuối tháng mình có thể xả ga, mình có thể đi ăn pizza, hút trà sữa trong châu đường đen gì đó v.v. Như vậy khi em phân về các khoản như vậy thì mình sẽ biết được rằng cái khoản đó là mình chi tối đa bao nhiêu. Còn đi chơi em định là 200 ngàn trong tháng thôi thì em chơi hết 200 ngàn khỏi đi chơi nữa, đứa nào rủ không đi. Thì như vậy em quản lý chi tiêu của mình. Đó là cái stress thứ hai của tiền. Và một cái stress thứ ba của một số bạn gặp là stress vì lựa chọn sai ngành, sai nghề, ngồi sai vị trí. Thì cách này thì thầy chia sẻ với bạn một cái đồng thời với cái stress thứ tư là hoang mang định hướng cuộc đời, không biết ra trường để làm gì. Thì với hai cái stress này, chọn sai nghề, vô đại học mới thấy không hợp, hoặc là hoang mang cuộc đời không biết ra trường làm gì, thì thầy có một cái giải pháp như sau chia sẻ với các bạn. Cái các bạn đang học chỉ là cái ngành thôi. Mình ra trường mình làm là những cái ngách nhỏ, và mỗi cái ngách này mới gọi là nghề. Thí dụ em học ngành quản trị kinh doanh, ra trường em có thể làm gì? Nhân sự. Em có thể làm sales, em có thể là quản trị sản xuất, em có thể làm marketing, vân 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 vân. Thì cái em học ở trường đại học là cái ngành, nhưng ra trường là mình làm cái ngách, và ngách đó mới là nghề. Và một ngành sẽ ra trường làm nhiều nghề. Và một cái nghề nó phải cần chuyên sâu. Ví dụ đây là thằng Bình, được mệnh danh là Bình, siêu nhân của Net Facebook. Nó đây, nó mới 23 tuổi. Bữa thầy hỏi Bình, nó đang đâu Bình? Nó nói tao đang ở Campuchia, hay em đang ở Campuchia. Qua tuần sau hỏi đang đâu Bình, nhà em đang ở đâu? Singapore. Qua tuần sau hỏi em đang ở đâu gì Bình, em đang ở Sao Húc Tuyết. Qua mấy ngày sau hỏi đang ở đâu gì Bình, em đang lạc trôi ở Hồng Kông. Và nó đi chơi liên tục, vì sao các bạn biết không? Vì chuyên ngành của nó, ngành nó học ngành marketing. Nhưng cái ngành marketing là nền thôi. Trong marketing chia ra rất nhiều ngách. Ví dụ như marketing truyền thống là có làm event, quảng cáo báo chí, quan hệ công chúng. Marketing hiện đại, digital marketing thì có Facebook marketing, Google marketing, social marketing, vân vân. Và thằng Bình nó học về ngành marketing, nhưng nó đã chụp một cái ngách chuyên sâu là Facebook marketing. Nên ngay từ năm thứ nhất, ngoài cái nền nó học như các bạn, thì nó còn đọc tất cả các sách về Facebook Marketing. Rồi nó còn tham gia tất cả những khóa học về Facebook Marketing. Nó lấy cả chứng chỉ Facebook Marketing của thằng Facebook. Rồi sau đó nó học cả những cái khóa đào tạo ngắn hạn về Facebook Marketing, làm bài đọc về Facebook Marketing, đi thực tế về Facebook Marketing, đi thực tập về Facebook Marketing, làm khóa luận tốt nghiệp về Facebook Marketing, đi làm thêm ở năm 2, năm 3, năm 4 cũng về Facebook Marketing. Nên sau 4 năm ra trường nó đào lên tới đỉnh rồi và nó có tay nghề. Vì vậy từ năm 3, năm 4 là nó đã có khách hàng, có dự án, nó chạy. Đó là do vì sao nó đi chơi khắp nơi. Vì năm 23 tuổi nó có tay nghề chắc rồi, do nó học nghề từ năm nhất. Vậy có nhiều sinh viên sẽ làm ở chỗ đi học ở trường đại học nhưng chỉ học cái ngành mà không chịu chọn một cái ngách chuyên sâu. Thầy khi đi học ngành là tâm lý học thì chọn ngách chuyên sâu là kỹ năng mềm. Cho nên thầy đọc tất cả các sách về kỹ năng mềm, thầy tham gia tất cả các khóa đào tạo về kỹ năng mềm, rồi thầy làm khóa luận tốt nghiệp về kỹ năng mềm, thầy đi học thạc sĩ về kỹ năng mềm, thầy học tiến sĩ về kỹ năng mềm, thầy đồ khóa luận và cái luận án tiến sĩ có thể cũng về kỹ năng luôn. Và thầy đào vào sâu một cái ngách. Và thằng Bình như nó có đào sâu một ngách ngay từ sớm, nên nó có tay nghề sớm. Năm 2 nó đã chạy các dự án Facebook marketing cho các cái shop quần áo, shop đồ gỗ. Năm 3 nó bắt đầu chạy cho các nhãn hàng nhỏ, và năm 4 nó chạy cho các nhãn hàng lớn. Nó ăn hoa hồng 13% cho một dự án. Tức dự án ngân sách 100 triệu nó lấy 13 triệu, một dự án 1 tỷ nó lấy 130. Và nó nói cái ngành của em cho em học từ sớm cho nên em chạy khắp vòng tục. Vì vậy em không cần phải có mặt ở tại Việt Nam, em ngồi trên núi hoặc là em đi Campuchia, đi đâu biển của Internet là em chạy được. Và nó tự do. Cho nên các bạn đi học thì ngoài cái ngành các bạn phải suy nghĩ về cái nghề mà khi ra trường mình làm. Mình để mình đào sâu sớm nhất có thể, đào từ bây giờ để khi ra trường mình lên tới đỉnh. Và cái nghề đó phải thỏa mãn 3 tiêu chí sau đây thì em mới nên chọn. Cái đó phải là cái em giỏi, cái đó phải là cái em thích, và cái đó phải là cái làm định.
Nếu như cái nghề ra trường em làm là cái em giỏi, cái làm ra tiền mà em không thích thì chỉ gọi là kế sinh nhai. Cái em giỏi, cái em thích mà em kiếm không ra tiền thì xã hội tương lai 4.0 nó chết chẳng hạn. Hoặc là xã hội không có nhu cầu thì chỉ gọi là đam mê của em thôi. Còn cái ngành mà em rất là thích, cái đó xã hội cũng đã tiền mà em học không có giỏi thì chỉ là ước mơ thôi. Nên cái ngách chuyên sâu mà em chọn phải thỏa mãn cả ba tiêu chí này. Và em nên dành thời gian để em vẽ cái cây nghề nghiệp như sau. Phía dưới gốc là cái em giỏi, bên trái là cái em thích, bên phải là cái làm ra tiền. Cũng là ba vòng tròn mới nãy, nhưng mà thầy chế thành cái cây cho nó dễ làm, đây là cái cây nghề nghiệp. Ví dụ đây là cây của thầy, hồi thầy học đại học. Thầy giỏi hai thứ, thứ nhất thầy bằng vị trí trong cái nội tâm. Khi thầy làm sinh trắc, thầy làm test MBTI, test Holland, DISC, nó đều ra cái thầy mạnh nhất vị trí trong cái nội tâm. Và thứ hai thì tham gia các cuộc thi, thi thuyết trình luôn luôn có giải, còn mấy cuộc thi khác thì hầu như không có giải. Đây là cái thầy mạnh thứ gì? Thầy thích cái gì? Thầy thích ra trường làm cái nghề gì để tiếp xúc với giới trẻ, đặc biệt giúp đỡ giới trẻ phát triển thì thầy sẽ vui. Thứ hai thì thích làm cái nghề gì thời gian phải tự do. Và thứ ba thích cái nghề gì phải xài lại được, tái sử dụng sản phẩm sẽ hoạt động. Ví dụ như làm thầy giáo, giáo án có thể soạn một lần nhưng xài được mấy lần, ngàn lần luôn. Hoặc ví dụ như em thấy thầy dạy học trực tuyến, thầy quay clip một lần nè, nhưng mà người ta học được bao nhiêu lần, cái triệu lần cũng được. Viết sách viết một lần nhưng tái bản mấy bản, cái ngàn bản thì cái đó là tái sử dụng nha. Thì thầy thích nghề vậy đó. Còn về mặt thu nhập, thầy đặt ra mục tiêu nghề gì phải có khả năng thu nhập phù hợp để mình có thể về hưu sớm. Vì chúng ta chỉ tự do tài chính khi thu nhập thụ động bằng hoặc lớn hơn mức chi tiêu hàng tháng. Thu nhập thụ động bằng hoặc lớn hơn mức chi tiêu hàng tháng được gọi là trạng thái tự do tài chính. Mà thầy muốn cái nghề gì thì phải có cái đó. Thì thầy đặt ra mục tiêu thu nhập thụ động 50 triệu tháng. Và sau đó thầy list ra tất cả các cái nghề mà thầy sẽ ra trường có thể làm. Thì ngành tâm lý tốt nghiệp ra trường hồi đó có thể dạy giáo dục công dân. Ngành tâm lý ra trường có thể làm giám thị bẩm sinh. Ngành tâm lý trường có thể làm diễn giả, ngành tâm lý trường có thể đi trị liệu, tư vấn, ngành tâm lý trường làm nhân sự, làm chăm sóc khách hàng, rồi đi tu thì nó còn nhiều lúc phía dưới lắm. Thì cái 6 cái đại diện ha. Lớp có thầy có nhiều không? Ông sư còn có nhiều cha cố, cha đạo, làm vân đi học gì lắm á. Vì thầy tâm lý và chăm sóc tinh thần cho xã hội. Và sau đó thầy chấm điểm các vị trí nghề này bằng cái cây nghề nghiệp. Ví dụ, dạy được công dân có dùng kiến thức minh nội tâm nhiều không? Có nhiều lắm, thầy chấm tới 7. Kiến minh vậy giờ công dân có xài khả năng thuyết trình nhiều không? Cũng có, cho nó 8, nhưng mà mỗi lần thuyết trình có 50 đứa con, 50 đứa nghe. Vậy giờ công dân có giúp đỡ những trẻ không? Có, thì chấm nó 8, nhưng thực sự có nhiều bài giúp đỡ công dân học cũng như không, cho nên thì chấm nó 8 thôi. Vậy giờ công dân có thời gian tự do không? Không tự do lắm, thì chấm nó 5 thôi, thì phải dạy theo phân công của ban giám hiệu ha. Rồi, vậy giờ công dân có tái sử dụng sản phẩm sức lao động được không? Cũng có, thì chấm nó khoảng chừng 7. Có thể xài được dấu án nhưng cũng thường xuyên thay đổi. Rồi dạy dụng công dân có tạo ra thu nhập thụ động 50 triệu tháng nổi không? Không thì chắc có 1 điểm. Cộng lại với dụng công dân bằng 32 điểm, 33 điểm. Nhưng sau đó thì chấp những nghề khác, ví dụ như diễn giả và tâm lý học. Diễn giả tâm lý học có xài mình đồng tâm nhiều không? Nhiều thì chấp tới 9.5. Diễn giả tâm lý học có dùng khả năng thuyết trình nhiều không? Nhiều thì chấp tới 9.5. Diễn giả tâm lý học có giúp đỡ những trẻ không? Có thì chấp tới 9. Còn cái nghề 10 là nghề chính trị đó, thì giúp đỡ được xã hội và chính trị nhiều hơn. Diễn giả có thời gian tự do không? Có tính tiền không? Tính tiền thôi. Thế đặc biệt dạy học online mà tự do dữ nữa, em quay có một lần, em ở nhà, em khỏi còn có mặt. Thì thầy chấm đó, lúc đó thì em có khoảng 8.5. Rồi, diễn giả có tạo, có tái sử dụng sản phẩm sức lao động được không? Có, thì chấm nó 8, nhưng sau này thầy nghĩ tới 9 lần vì viết sách với dạy học online là tái sử dụng rất là lớn. Diễn giả có tạo ra thu nhập thụ động 50 triệu tháng được không? Có. Và hồi đó thầy chấm nó 7 thôi. Nhưng sau này thầy thấy có thể chấm nó 8, 9 cũng được. Và hiện tại thu nhập thụ động 1 tháng của thầy thì có thể là khoảng gấp 3, gấp 4 với con số mục tiêu này. Thì vậy cuối cùng cái nghề diễn giả là khoảng 52, 53 điểm. Và thầy chấm tất cả các vị trí ra trường. Cuối cùng cái nghề số 3 là cái nghề mà thầy chọn. Đó là do vì sao ngày hôm nay thì đứng ở đây. Đấy chính là cách em chọn cái nghề khi ra trường, chấm điểm bằng cái nghề gì. Nên những bạn nào hoang mang về định hướng cuộc đời thì các bạn hãy về nhà làm bài tập, lập cái kênh nghề nghiệp. Phía dưới gốc liệt kê ra những thứ mình giỏi, bên trái liệt kê ra những thứ mình thích, và bên phải liệt kê ra khả năng kiếm việc làm hoặc là mức thu nhập kỳ vọng. Và em chấm điểm tất cả các vị trí nghề của cái ngành em đang học để em tìm ra cái nghề nó có điểm cao nhất và em sẽ theo.
và khi đó em sẽ bắt đầu lập lộ trình thực hiện cho cái nghề đó. Ví dụ để làm diễn giả tâm lý thì lập lộ trình gồm 5 level. Level 1 là làm sinh viên tâm lý từ năm 18 tới 22. Level 2 thì chúng ta làm giảng viên thì làm giảng viên tâm lý từ 22 tới 25. Level 3 khi làm giảng viên thì sau về kỹ năng nói trước công chúng và xây dựng thương hiệu để bước lên làm diễn giả từ 25 tới 30. Trong khi làm diễn giả tích luyện nội dung để từ 30 lập công ty và sản xuất các khóa học online. Và khi sản xuất học online trong vòng 5 năm xong rồi có thu nhập thụ động thì thầy sẽ về hưu ở tuổi 35. Từ 35 đến 70 tuổi thì thầy sẽ làm chuyên sách. Còn thỉnh thoảng có chương trình vui vui thế này thì làm thì thầy tham gia thôi. Thì như vậy đây chính là cái lộ trình thực hiện. À, sau khi chia sẻ thì có một bạn sinh viên ngành quản lý kinh doanh về ứng dụng và hỏi thầy làm gì được chưa. Thầy thấy hay cho nên thầy xin phép được vẽ lại để mà chia sẻ với các em ngày hôm nay. Bạn có lập lộ trình như sau: ngành quản lý kinh doanh từ 18 tới 22 sẽ làm sinh viên, 22 đến 25 ra trường làm sale thôi, bán hàng thôi. Và khi làm sale, trong lúc làm sale thì bạn sẽ học được quản lý nhóm để cộng với 3 năm kinh nghiệm, năm 25 tuổi lên làm team leader. Trong lúc làm team leader 5 năm vừa lấy kinh nghiệm vừa học về CEO, CFO, quản trị v.v. để năm 30 tuổi bước lên làm phó phòng kinh doanh. Trong khi làm phó phòng kinh doanh 5 năm vừa lấy kinh nghiệm vừa học về startup, về khởi nghiệp để đến năm 35 tuổi từ kinh nghiệm bước ra khởi nghiệp công ty riêng. Trong lúc khởi nghiệp bạn ấy sẽ cho mình 10 năm để build cái công ty đó theo hướng công ty có thể tự vận hành được, thường là công ty trực tuyến hoặc là thương mại điện tử thì nó có khả năng tự vận hành tốt. Thì bạn ấy cho mình 10 năm để build cái công ty, để đến khi năm 45 tuổi công ty tự vận hành, bạn ấy sẽ về hưu ở tuổi 45. Đây chính là lộ trình thực hiện của bọn sinh viên ngành quản lý kinh doanh. Nên em cũng vậy, về nhà em làm một bài tập là với cái ngành của em chọn ra cái nghề gì. Với cái nghề đó nó sẽ có mấy level hoặc là mấy bước. Và khi em làm như vậy em sẽ biết muốn qua bước sau thì bước đầu mình phải học cái gì để qua bước sau. Nên em sẽ có sự chuẩn bị đường đời nó rõ hơn em. Và sau khi em đã chọn được cái lộ trình nghề nghiệp rồi, em sẽ bắt đầu bước khóa. Khi em học theo mũi nhọn, tập trung học vô cái mũi nhọn đó để leo lên cái đỉnh. Và ngoài ra khi em chọn được cái định vực ngành nghề cụ thể của mình rồi, em sẽ vô một số website tuyển dụng. Em có coi mấy cái website này nè, nó yêu cầu gì về công việc của mình. Ví dụ như em học quản trị kinh doanh, em ra trường em sẽ làm sale đi. Em vô đây nè, em coi người ta yêu cầu sale là phải có tiêu chí gì. Thường người ta sẽ list ra danh sách các tiêu chí tuyển dụng, khoảng 15 tiêu chí. Thì trong 4 năm đại học em phải rèn luyện cho đủ 15 tiêu chí đó. Thì lúc đó khi ra trường em sẽ sẵn sàng tự tin sắp ba lô để mà em đi lấy việc, nhưng không phải là đi xin nữa ha. Cho nên nếu em chọn được vị trí nghề nghiệp ngay từ bây giờ, vô mấy website tuyển dụng và coi tiêu chí người ta yêu cầu, thì từ đó em sẽ biết em nên rèn luyện cái gì cho tương lai. Ở tại Việt Nam chúng ta có đến tổng cộng là 120 website tuyển dụng lọc, em có thể sợ một số tâm. Sau này ra trường, mỗi website chỉ cần kiếm ra một cái vị trí để ứng tuyển thì 120 website, cộng lại em sẽ có 120 nơi để ứng tuyển, thì tham hồ và tuyển dụng. Còn trường hợp nếu em đã chọn sai ngành rồi thì phải làm sao đây? Thì giống như em là con cá, bây giờ em ngỡ nghe rằng bây giờ em đang leo cây. Đây là ông sếp nè, nhà tuyển dụng. Đây là mấy anh chàng ứng tuyển nè. Thì ông kêu, mấy đứa trèo lên những con cây trong vòng 15 giây, đứa nào trèo lên trước, ta sẽ tuyển đứa đó, trả lương hậu hĩnh. Con gì nó sẽ lên đầu tiên? Khỉ là thằng gì thôi. À, công quả là đầu tiên là nhân viên xuất chúng được trả lương rất cao. Con khỉ là nhân viên gì? Là nhân viên giỏi được trả lương sống sung túc. Con voi là nhân viên trung bình được trả lương tạm đủ sống. Còn con chó là nhân viên quèn năng nỉ lắm, không mới tuyển vô á. Và con này hay bị trừ lương, về nhà hay bị vợ chửi bởi vì không đủ tiền mua điểm sữa cho con. Còn con chim cánh cụt với con hải cẩu, hai con này là bị loại vì nó không có leo lên cây nổi, do nó không có móng và quá mập vô uống trà sữa. Và cuối cùng là con cá được mệnh danh là cứ ngu bẩm sinh, không ai tuyển nó hết để mà leo cây. Điều này có nghĩa là gì? Mỗi cái ngành là một đấu trường, và đấu trường leo cây này là của con khỉ và con quả. Nhưng nếu chọn đấu trường là sức mạnh, đứa nào sẽ được tuyển? Voi. Nếu chọn đấu trường là đánh hơi ngửi mùi, đứa nào kiếm được nhiều tiền nhất? Chó. Nếu chọn đấu trường là khắc nghiệt kỹ năng cực, đứa nào đứa duy nhất sống sót được nhận lương? Chim cánh cụt. Còn nếu chọn đấu trường là len lỏi trong ngõ ngách sông hồ kẻ suối, đứa nào sẽ là đứa dẫn đầu? Cá. Còn nếu chọn đấu trường là đi bắt cá, hay thì là mấy con hải cẩu. Vậy mình thấy mỗi đấu trường nghề nghiệp sẽ cần một năng lực lõi. Nếu em thấy em là voi nhưng đang chọn ra cây, nếu em thấy em đang là cá nhưng đang chọn đánh hơi ngửi mùi, thì em cần phải làm sao đây?
Vậy có ba hướng: một là làm lại từ đầu nếu như điều kiện tài chính cho phép, thời gian cho phép, ba miền cho phép và năng lực thi lại cho phép. Nhưng điều này hơi khó, bởi vì em rất khó để đấu lại với mấy đứa lớp 12 vừa tốt nghiệp, vì nó mới học xong nó còn nóng hổi. Còn bây giờ kêu mấy đứa dạy, bạn tích phân mấy đứa dạy nổi không? Nên đây chỉ dành cho đứa học giỏi, thi lại tốt, hoặc là có khả năng tài chính và ủng hộ. Còn nếu như em nào thấy mình đã chọn sai ngành, thì mình coi trong cái ngành đó, cái ngách gì mình học, mình học cái ngách đó xong. Một lần thầy đi xuống tại một trường đại học thì mình thấy chúng ta có một bạn hỏi là thầy em học ngành địa chất khoáng sản á, thì nhưng mà em lại thích quản lý kinh doanh, vậy bây giờ làm sao để bỏ cái ngành kinh doanh, thế là bây giờ em nên học tiếp khoáng sản địa chất. Vậy các bạn nghĩ bạn ấy nên làm gì? Bây giờ nếu thi lại thì em đấu không lại mấy đứa lớp 12 thi lại không nổi, thì đề khuyên bạn ấy là bây giờ nếu em học tiếp tục về ngành địa chất khoáng sản thì em hãy phối hợp nó với quản lý kinh doanh, sau này em làm nghề gì? Em kinh doanh về địa chất khoáng sản, thì như vậy nó vẫn ích lợi cho em ha. Rồi còn hướng thứ ba là nếu như trong cái ngành của mình không có ngách nào mình hứng thú hết thì thôi đành em phải học tiếp để có kế sinh nhai, có tiền sống cái đã để mua chén cơm với nãy đó. Thì rồi sau này nếu như mà em có thời gian có điều kiện nếu em có điều kiện thì em sẽ đi tìm cơ hội cho mình sau em nhé. Thì đó chính là ba hướng để chúng ta xử lý khi chọn sai ngành. Rồi ngoài ra có những cái nỗi đau khác, tuy nhiên thời gian không cho phép. Bởi vậy cho nên là các bạn có thể vào trong YouTube của thầy là YouTube Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. YouTube Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu thì các bạn thầy coi một số nỗi đau khác mà thầy cũng đã hướng dẫn cách giải quyết vào đó các bạn ha. Và thầy tặng các bạn một cái hình ảnh như sau: những cây mạnh mẽ nhất sẽ mọc ở những mảnh đất khắc nghiệt nhất. Vì thế cho nên mỗi cơn gió ngược ập tới nó sẽ giúp cho cái cây vươn rễ sâu vào lòng đất và bám chắc hơn. Em là cái cây này, những biến cố trong cuộc đời là những cơn gió ngược. Vậy chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho chúng ta những cơn gió ngược đó để biến chúng ta trở thành mạnh mẽ hơn. Thầy chúc tất cả các em sẽ gặp nhiều gió ngược một cách như ý để chúng ta có thể có một bộ rễ vững chắc, kỹ năng sống thật nhiều và sẽ là những người bản lĩnh trong tương lai. Cảm ơn các em đã lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc các em sẽ là những người hạnh phúc. Ừ rồi.